quyển 8 chương 401, ai là niềm tin của ai? Thời gian quay ngược trở lại ngày Noel hôm đó. Đó là sinh nhật của Tố Diệp. Kim đồng hồ đảo ngược và dừng lại tại thời điểm Tố Diệp bước ra khỏi phòng quan sát. Sau đó, thời gian lại từ từ đi tiếp những bước bình thường. Cả người cô như đang du lãng trên những đám mây. Cảm giác đau đớn đã bị câu nói không yêu đó của Niên Bách Ngạn đánh tan nát. Một cơ thể đã không còn thấy đau đớn nghiễm nhiên trở thành một cái xác không hồn. Cô tê dại đi xuyên qua đám người, lết từng bước tới trước khung cửa sổ sắt sàn tận cuối hành lang. Qua lớp kính thủy tinh, dường như cô có thể ngửi thấy mùi cho bụi bay đầy trời ngoài kia, làm sặc hô hấp của cô, dính vào trong khí quản, khiến cô có một khoảnh khắc cảm thấy ngạt thở. Ngoài cửa sổ, mọi thứ đều biến thành màu xám, ùn ùn kéo tới quét qua đôi mắt cô. Là ai nói, kỳ thực tình yêu ngọt ngào và xinh đẹp như một chiếc kẹo bông gòn. Nếu để cô nhận xét, thì tình yêu chính là một chiếc kẹo bông, nhưng lại là một chiếc kẹo bông đã được bọc bên ngoài một lớp giấy đường tuyệt đẹp. Cô như một đứa trẻ không có kiến thức, không chống đỡ nổi trước vẻ mê hoặc của lớp giấy gói ấy, dè dặt cầm lấy nó. Rồi có người nói với cô rằng, chiếc kẹo này là của cô đấy. Thế nên cô không còn do dự nữa, không còn thận trọng nữa, một loại kẹo chưa bao giờ được thưởng thức cuối cùng đã được há to miệng nhấm nháp. Hương vị ngọt ngào ấy đã trở thành một điều chọn đời cô không thể nào quên. Nó ngọt tới nỗi khiến cô chỉ muốn hy sinh tất cả mọi điều để có được nó. Nhưng ăn tới tận cuối cùng, lại chẳng ai nói cho cô biết, thực ra chiếc kẹo ấy rất đắng như bông hoa sen vậy dịu dàng ngon miệng nhưng lại có một tâm sen tuy non nớt như lá xanh tuy say đắm lòng người nhưng đắng ngắt hương vị chất đầy trong khoang miệng đã xua tan tất cả ngọt ngào cô đã từng thưởng thức thì ra những thứ càng đẹp lại càng nguy hiểm cô nhớ về mẹ nhớ lại người bố giờ phút này đây đang nằm trên giường bệnh gắng nói từng câu khi nhân bách ngạn từ phòng bệnh đi ra trên gương mặt bình thản của anh cô ngửi thấy mùi của cái chết không sai chút nào anh hướng về mọi người dùng một giọng nói điềm đạm trầm thấp như mọi khi để thông báo rằng Diệp Hạc Phong đã từ trần. Cô nghe thấy Nguyễn Tuyết Mạn khóc ré lên thê thảm. Tiếng khóc rất chói tai, cùng với tiếng nức nở áy náy nhỏ xíu của Diệp Ngọc, giống như một chương nhạc với sự kết hợp thất bại của đàn violin và violin ken, lấp đầy đôi tai cô. Khoảnh khắc ấy, nước mắt của cô như ngưng kết lại, tuyến lệ đông cứng rất lâu, không ép vào được cũng không chảy ra được, chỉ có thể ép cho khóe mắt cô đỏ rồi lại đỏ. Cô mong muốn biết bao được dựa vào lòng nghiên bách ngạn, thoải mái khóc một trận. Vào lúc này, người duy nhất có thể bù đắp cho những tâm trạng phức tạp này, của cô chỉ còn anh mà thôi. Nhưng hơi thở của anh vừa tới gần, cô lại lập tức nhớ tới biểu cảm khi anh nói chuyện trong phòng bệnh. Anh không hề biết rằng, trong cuộc đời cô đơn của cô chỉ tồn tại một tờ giấy, trắng xóa, trống trải, không có nội dung. Cô đã từng thử vẽ ra hình dáng tưởng bân để làm phong phú cho trang giấy này. Nhưng cuối cùng nó vẫn bị cô cầm tẩy lên, nhẹ nhàng xóa đi sau đó được gặp anh. Từ đó về sau, anh đã ngoạch ngoạc từng nét lên trang giấy ấy những hình ảnh thuộc về thế giới của hai người. Trong cuộc đời cô chỉ có anh, nhưng trong cuộc đời anh lại chưa từng thực sự có sự tồn tại của cô. Thế là, một lần nữa cô cầm tẩy lên xóa sạch, nhân lúc Nghiên Bách Ngạn và Diệp Uyên trao đổi với nhau, cô đã gọi một cuộc điện thoại cho một người bạn. Cô nói, mấy hôm nữa mình luôn làm lễ cầu siêu cho bố mẹ, phiền cậu giúp mình liên lạc với trụ trì của nhà chùa. Trước khi ra nước ngoài, cũng tức là 10 năm về trước, cô đã giấu cậu mợ tìm người bậy nắp ngôi mộ lên, lấy đi cho cốt của mẹ, tự tay thờ cúng nó trong ngôi chùa này. Mẹ cô cả đời theo Phật, đơn độc một đời, Tố Diệp không muốn tới khi mẹ mất, cũng vẫn phải ở một mình nơi núi rừng gió lạnh mưa tuôn ấy. Trong ngôi chùa này, bà có thể lắng nghe tiếng Phật. Tố Diệp luôn tin rằng linh hồn bà vẫn tồn tại nơi đây. Chuyện này Tố Diệp không thể bàn bạc với cậu mợ, chỉ có thể làm một cách thầm lặng. Vì trong mắt cậu mợ, hành động của cô không còn nghi ngờ chính là việc đào mộ đại nghịch bất đạo cô không muốn làm cậu đau lòng lại không đành lòng nhìn mẹ không thể nhắm mắt thế nên chỉ còn cách giấu kín cho tới giờ lợi ích lớn nhất khi thở cúng trong chùa chính là tiện cho cô thăm viếng thế nên sau khi về nước định cư tại bắc kinh ngôi chùa này cũng trở thành nơi cô thường xuyên lui tới cô không am hiểu sâu sắc phật pháp như mẹ nên mỗi lần tới đây chỉ có thể lấy danh nghĩa của mẹ đặt chút giọt dầu ngôi chùa rất gần trung tâm thành phố giao thông lại thuận tiện, không hoang vu, khuất nẻo như ngôi mộ chôn mẹ khi trước. Trước khi đám tang Diệp Hạc Phong được tổ chức, Tố Diệp đã dành thời gian tới chùa. Cô không theo đạo Phật, nhưng khi đối diện với tượng Phật cao lớn, uy nghiêm, cũng cảm thấy thành kính trong lòng. Cô đã thành tâm dập đầu bái lạy và cảm tạ. Bái lạy những bình yên dưới đài hoa sen ấy đã ban cho, cũng cảm tạ tấm lòng từ bi của vị thần linh đó, để cho mẹ cô được ở lại trong chùa lâu như vậy. Cô lấy cho cốt của mẹ đi, yên lặng chờ đợi tới ngày cử hành tang lễ cho Diệp Hạc Phong. Ngày này cuối cùng cũng tới. Cho dù Diệp Hạc Phong không dặn dò trước lúc mất, Tố Diệp cũng đã quyết định sẽ hợp táng cho ông và mẹ. Mẹ cô đã chờ đợi quá lâu rồi. Lúc mang cho cốt của mẹ ra khỏi chùa, cô đã nói với mẹ rằng, bao nhiêu năm nay con không làm lễ siêu độ cho mẹ, vì con muốn đợi cùng làm cho bố. Con biết mẹ vẫn luôn đợi ông, lúc sống không thể nắm tay nhau, nếu chết đi rồi vẫn không được gặp nhau thì dẫu con có làm siêu độ cho mẹ, mẹ cũng sẽ không đi mẹ đã chờ đợi 20 năm trời, chắc cũng không ngại đợi thêm mấy ngày. Thế là, Tố Diệp đã tới nhà họ Diệp, mượn sức mạnh của Niên Bách Ngạn. Cuối cùng, khi cô cầm được cho cốt của Diệp Hạc Phong, cô bỗng cảm thấy bi thương. Vì chiếc bình cho này, mẹ cô đã chờ đợi trên con đường luân hồi tròn 20 năm. Cô không vội tới Nghĩa Trang theo lời dặn dò của Niên Bách Ngạn. Đó vốn chỉ là một ngôi mộ rỗng, không cần thiết phải tới đó, mà trong lòng cô sớm đã có một dự tính khác. Đương nhiên, cô không thể nói trước với cậu mợ đây là kế hoạch cô đã tính toán tỉ mỉ 10 năm trời, không thể nói với bất kỳ ai. Tố Diệp lập tức đi thẳng ra sân bay, đáp chuyến bay gần nhất, bay thẳng tới Hàng Châu. Để tiện mang theo, cô đã đổ chung cho cốt của bố mẹ vào nhau, đặt trong chiếc lọ sứ dễ cầm. Dọc đường thuận buồm xuôi gió. Cho tới khi cô đặt chân lên mặt sàn sáng bóng của sân bay Tiêu Sơn, trái tim cuối cùng cũng biết đau. Hàng Châu. Đó là thành phố dẫu đã đi hết Bắc Nam của Tổ quốc, du lịch khắp các nơi trên, thế giới, cô vẫn chưa từng tới. Không phải cô không muốn, mà là không dám, khi cô còn rất nhỏ, rất nhỏ, đã yêu thích câu nói gió xuân không hiểu mưa giang nam, cười nhìn ngõ mưa tìm lữ khách. Trong ấn tượng của cô, giang nam mưa bụi mịt mù, tháng ba khói hoa là thắng cảnh trốn nhân gian. Rồi sau này, cô học được từ mẹ từng câu thơ viết về giang nam. Câu thơ gốc, xuân phong bất giải giang nam vũ. Tiêu khán vũ hạng tầm khách thường, nằm trong một bài thơ cổ tên Chi Giang Nam, hiểu Giang Nam, hai câu thơ trên do mình tạm dịch. Cô thường ngồi dưới cây hòe trước cửa nhà cậu đọc thuộc lòng Giang Nam Khả Thái Liên, Liên Diệp Hà Điền Điền, cũng thường hay khoe trước mặt các bạn khác một câu chính thị Giang Nam hảo phong cảnh, lạc hoa thời tiết hữu phùng quân, rồi cố tình làm ra vẻ hiểu biết thơ tình họa ý, trong câu túy vũ xuân phong thủy khả cậu, tần vân dĩ hữu uyên bình mộng, cuối cùng là thương cảm cho tình yêu Giang Nam tương tư dẫn, đa thắn bất thành âm. Nằm trong bài thơ Giang Nam chưa rõ tác giả, tạm dịch, Giang Nam được hái sen, lá nổi mọc đua chen nằm trong bài thơ Giang Nam Phùng, tương phùng tại Giang Nam của Lý Quý Niên thời thịnh đường, tạm dịch, đương khi phong cảnh Giang Nam đẹp giữa lúc hoa rơi lại gặp người. Nằm trong bài thơ điệp luyến hoa của án kỳ đạo thời Bắc Tống, tạm dịch, ai cùng ta say múa với gió xuân, mây kia đã có mộng uyên ương. Nắm trong bài dương hoa khúc khúc ca về hoa liễu của nhà thơ Thăng Huệ Hưu, thời Nam Bắc Triều, tạm dịch, Giang Nam tương tư khúc than thở không thành lời. Từ nhỏ cô đã biết mẹ không phải người phương Bắc, mẹ và cậu cùng lớn lên tại một trấn nhỏ ở phía nam chỉ có điều sau này cậu đã sớm cắm rễ tại bắc kinh vùng sông nước hiền hòa này mang cho mẹ một nét thùy mị bà đẹp như một viên ngọc rực sáng tố diệp tưởng rằng quê hương của mẹ ở hàng châu thế nên mới học bà đọc mấy câu thơ mềm mại đó nhưng sau này mẹ nói với tố diệp cả đời này bà chưa từng tới hàng châu tố diệp không hiểu tại sao một người chưa từng tới hàng châu lại si mê vùng đất này đến vậy mãi về sau cô mới biết được lý do từ cổ trí kim rất nhiều thi nhân đã ban cho giang nam một linh hồn tình thơ họa ý dù là niềm vui hay nỗi buồn đều không thể tách rời giang nam sông nước nhất là những bài thơ tình buồn triền miên đã trở thành nỗi niềm tình cảm để bao thiếu nữ dù thời xưa hay thời nay chìm đắm mẹ cô cũng không ngoại lệ bà cũng là một người tin vào tình yêu cũng giống như sau này bà một lòng tin vào tín ngưỡng của mình vậy trong lòng mẹ tình yêu cũng chính là một loại tín ngưỡng có thể duy trì hỉ nộ ái ố cả cuộc đời khi bà yêu bố, yêu Diệp Hạc Phong trong gia đình quyền quý, tình yêu rực rỡ đã khiến mẹ như con thiêu thân lao vào lửa. Bà chỉ muốn dâng chọn cuộc đời cho người đàn ông ấy. Thành phố mà Diệp Hạc Phong thích nhất không phải là những vùng quê Thanh Bình ở nước ngoài, cũng không phải những vùng công nghiệp phương Bắc. Ông chỉ yêu Hàng Châu vì nó có một lịch sử lâu đời, vì nó cách xa Bắc Kinh. Ông nói với mẹ, Hàng Châu là thành phố thích hợp nhất để định cư. Mẹ chưa bao giờ được tới đây, tuy rằng Hàng Châu cách chấn nhỏ mà bà sống không xa lắm bà bắt đầu một lòng hướng về thành phố ấy cảm nhận giang nam là nơi hiền hòa dài lâu nhất mà bố cũng đã hứa với mẹ họ nhất định sẽ tới hàng châu định cư sống trọn đời ở đây mẹ vẫn luôn vững tin rằng ngày ấy sẽ tới sau khi bà đưa cô tới bắc kinh bà vẫn luôn nhớ đến hàng châu nhưng chưa một lần đặt chân tới vì trong lòng mẹ ở thành phố ấy là niềm tin của tình yêu không có người mình yêu bên cạnh niềm tin ấy cũng sẽ thay đổi vì thế sau này mẹ vẫn luôn chờ đợi chờ đợi tới ngày ông thực hiện lời hứa của mình đợi cả một đời cho tới khi nhắm mắt hàng châu từ ngày mẹ qua đời đã trở thành nỗi đau trong lòng tố diệp từ nhỏ cô đã say mê cảnh sắc giang nam nhưng lại sản sinh một cảm giác khó chịu không thể nói rõ ràng với nơi này cô cũng chưa từng tới đây vì thành phố này cũng đã trở thành một niềm tin trong lòng cô niềm tin ấy chính là khi cô bước chân tới đây nhất định phải là ngày bố mẹ đoàn tụ ngày này cuối cùng cũng tới Chính vào lúc này đây khi cô ngồi trên thuyền gỗ, nghe tiếng mái chèo khô nước mạn thuyền, rồi từ từ đổ cho cốt của cả bố lẫn mẹ xuống dòng nước Tây Hồ. Trước lúc đó, Tố Diệp đã tới chùa Thiên Trúc, nơi khởi nguồn của Phật bà Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng là nơi người Hàng Châu tôn sùng nhất. Nó nằm ẩn mình trong núi rừng. So với phương Bắc, thiền tự ở đây tráng lệ hơn, hệt như cổ nhân khi xưa đã miêu tả, muôn trúc với tới mây trời, trong bóng cây xanh biếc, giữa khe núi tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng suối chảy đây cũng là lý do cô nhờ sự giúp đỡ của một người bạn chọn cầu siêu cho bố mẹ ở đây. đây là nơi bố mẹ luôn muốn định cư, vậy có phật tổ che chở có gì không tốt? thời gian siêu độ không dài. cô thành tâm quỳ giữa phật đường bái lạy, trên đầu là phật tổ vàng rực, trói lọi. sáu, bảy vị tăng nhân quây thành một hình vuông xung quanh, không ngừng đọc kinh. còn cô vừa dập đầu vừa đốt vàng mã, khói hương, mong cho cha mẹ sau khi đoàn tụ được lên cõi cực lạc quyển 8 chương 402, phải đau mới biết nhớ những gì đã mất. Siêu độ là mang theo một tấm lòng chân thành và một sự áy náy. Vì trong quá trình này, cô không chỉ đơn thuần cầu siêu cho bố mẹ mình, mà còn cho đứa con đã định trước không có duyên gặp mặt mình. Các nhà sư trang nghiêm và thành kính, nhắm mắt chắp tay niệm chẳng hạn, tiếng kinh Phật vọng lại nhiều lần trên đại điện. Cảnh này hoành tráng biết bao. Tố Diệp cũng dập đầu hết lần này tới lần khác, cho bố mẹ, cho con. Trên dòng nước Tây Hồ, ánh hoàng hôn ngập trời, rời khỏi vùng thắng cảnh long tỉnh sắc trời đã đỏ rực một màu cuối cùng sau khi hợp táng cho bố mẹ xong cô cũng không còn tâm tư nào dạo cảnh tây hồ nữa còn cả tháp lôi phong xa xa kia sau này được xây dựng nghĩ bụng nếu như lại gần khi màu dáng chiều giao hòa cùng màu vàng rực rỡ sẽ đẹp biết bao chỉ tiếc là tố diệp đã mất đi tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp bệnh viện emma trên đường bắt xe đi tới bệnh viện này cả người cô cứ run lên có lẽ tại thời tiết quá lạnh giống hệt như cơn mưa rào ngày trước kéo dài từ nam phi sang tận hồng kông giờ đây mùa đông của bắc kinh cũng đã lan tới hàng châu gió thổi vào tận tim cô túm chặt lấy nó khiến cô đau đớn đây là một bệnh viện do một người bạn cũ giới thiệu hôm nay người hẹn gặp cũng là vị bác sĩ từng đỡ đẻ cho bạn cô khi cô vội tới bệnh viện thời gian vừa kịp đương nhiên người bạn cũng đã tò mò hỏi tình hình của cô cô chỉ nói qua loa mấy câu rằng nhân tiện đi kiểm tra sức khỏe trưởng khoa là một chuyên gia phụ khoa tới từ mỹ đoán chừng đã hơn 50 tuổi, có mái tóc vàng và đôi mắt xanh rất tiêu chuẩn. Khi chị ấy cười cũng rất dạng dỡ, từ làn da rám nắng có thể nhận ra chị ấy thường xuyên rèn luyện và thích tắm nắng bên bãi biển. Tốc độ nói của chị ấy cũng rất nhanh, tính cách lạc quan, cởi mở. Thế nên câu đầu tiên khi gặp Tố Diệp chị ấy đã nói, tại sao lại lựa chọn như vậy? Cô Diệp, cô nên suy nghĩ thật cẩn thận. Tôi họ Tố, cô nhấn mạnh, đây cũng là chuyện như cơm bữa, khi còn ở nước ngoài cô thường xuyên bị người ta gọi là cô diệp vị bác sĩ nghe xong nét mặt có phần ngượng ngập vội vàng xin lỗi tôi chọn uống thuốc tố diệp không có tâm trạng phổ cập cho chị ấy kiến thức về thứ tự trong tên của người trung quốc cô chỉ hờ hững nói một câu như vậy vị bác sĩ nghe vậy chợt hoảng hốt cao giọng nói thứ tiếng anh khoa trương sao cơ uống thuốc không 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 uống thuốc quá hại cho sức khỏe cô tố nếu cô thật sự không muốn đứa bé nữa vậy thì tôi khuyên cô nên lựa chọn một phương pháp không đau đớn tố diệp khẽ lắc đầu tôi thật sự không hiểu tại sao cô lại chọn uống thuốc vị bác sĩ khuyên nhủ hết nước hết cái rõ ràng có một phương pháp nhẹ nhàng nhất cô phải biết phụ nữ sử dụng thuốc sẽ gây tổn thương rất lớn hơn nữa cả quá trình sẽ rất đau đớn rất dày vỏ tố diệp yên lặng nhìn vào đôi mắt xanh đầy quan tâm ấy từ tốn nói tôi chính là muốn chọn cách đau đớn nhất đau đớn mới là cách tốt nhất để nhớ những gì đã mất vì chỉ có biết đau, người ta mới hiểu thế nào là đánh mất. Cô chính là muốn dùng nỗi đau này để dày vò, hành hạ bản thân mình, để đầy đọa một trái tim đã sớm tê bì, cố gắng giúp nó đập trở lại. Vị bác sĩ nhìn cô ánh mắt kỳ lạ, một lúc mới hỏi, "Cô, quyết định thật rồi sao?" Tố Diệp chậm rãi gật đầu. "Vậy thì," chị ấy khẽ thở dài một tiếng, rồi kê đơn, "Sau khi cô dùng thuốc cần phải ở lại bệnh viện quan sát một đêm. Chúng tôi nhất định phải chắc chắn rằng cô bình an, không có việc gì mới được." tố diệp không hiểu là thế này vị bác sĩ giải thích quá trình phá thai bằng thuốc có khả năng thai không được phá sạch sẽ nếu không được phát hiện kịp thời sẽ dẫn tới một loạt các bệnh phụ khoa cô ở lại viện cũng tiện cho chúng tôi theo dõi bất kỳ lúc nào cũng có thể ngay lập tức chẩn đoán xem thai nhi đã trôi hết ra khỏi cơ thể hay chưa nếu cô muốn cầm thuốc và đi ngay thì thành thật xin lỗi tôi không thể kê đơn này cho cô được tố diệp hiểu ra một lúc sau mới gật đầu được Vị bác sĩ thấy thái độ của cô kiên quyết, cũng đành phải kê đơn cho cô, đồng thời dặn dò y tá chuẩn bị phòng bệnh. Chỉ mấy phút sau, tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ càng. Người y tá đưa cho cô một viên thuốc màu trắng, quan sát cô bằng ánh mắt quái lạ rồi nói, trong phòng bệnh có nước, còn chuẩn bị sẵn một cái chậu nhỏ. Cô suy nghĩ kỹ rồi thì dùng thuốc đi. Tố Diệp siết chặt viên thuốc trong tay, gần như không còn cảm nhận được sự tồn tại của nó, vậy mà trái tim vẫn thực sự nhói lên mỗi lần hít thở lại như có một lưỡi cưa đang trả đi sát lại nơi cổ họng cô cô đặt tay lên bụng cảm giác như hàng ngàn mũi tên đang đâm xuyên qua cơ thể cô không có duyên với đứa bé này chỉ mong nó sẽ có cơ hội tìm được cho mình một mái nhà tốt đẹp hơn con à mẹ có lỗi với con sân bay tiêu sơn người nhà tới đón người thân đứng chật ních cả cửa ra vào có người đang gắng sức vẫy tay có người đang giơ cao tấm biển trong tay mình lại có người đang ôm một bó hoa rất to dự định cho một màn chào đón lãng mạn khi nhân bách ngạn xuống máy bay trời cũng đã tối tia sáng cuối cùng trên vầng mây cũng đã bị đêm đen nuốt mất ánh đèn chiếu sáng cả thành phố bước chân của anh vội vàng ánh sáng thấm đẫm trên mái tóc cùng đường cong nhíu chặt nơi hai hàng lông mày dĩ nhiên ngoại hình cao giáo ưa nhìn của anh cũng thu hút sự chú ý của không ít các cô gái khiến họ lần lượt dừng bước bước chân anh cũng vì thế mà ngừng lại khi ra tới cửa nhìn thấy một người đàn ông đang đi về phía mình anh rảo bước nhanh hơn gió thổi xuyên qua vạt áo dạ của anh, làm một góc bị lật lên, sau đó buông thõng một cách bất lực. người đó sau khi nhìn thấy niên bách ngạn thì vô cùng niềm nở, giờ hai tay bắt tay với anh rất chặt, rồi nói: tổng giám đốc niên, đúng là lâu quá không gặp rồi. bộ trưởng hứa của chúng tôi nghe tin anh tới Hàng Châu thì vui mừng lắm. giờ anh ấy còn ở Thượng Hải, đang nhanh chóng trở về đây, chắc khoảng một tiếng nữa là tới Hàng Châu. trong điện thoại, anh ấy dặn đi dặn lại tôi là nhất định phải đón tiếp anh cho chu đáo. Cậu thay tôi gửi lời cảm ơn tới bộ trưởng hứa. Tôi đã nói với anh ấy mục đích tới đây rồi. Thế nào? Muốn tìm một người ở Hàng Châu cần bao lâu? Niên Bách Ngạn nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Ở nghĩa trang anh đã nhận được điện thoại của trưởng phòng Vương. Thông qua việc kiểm tra các camera giao thông, cuối cùng ông ấy đã xác định được tung tích của Tố Diệp. Cô tới sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, mua vé bay thẳng tới Hàng Châu. Niên Bách Ngạn không nói câu nào, lập tức bảo Hứa Đông ở lại xử lý những công việc phía sau còn mình quyết định một mình bay tới hàng châu mua vé sát giờ nên anh cũng chẳng quan tâm có đặt được vé khoang hạng nhất hay không khi được biết chỉ còn một vị trí tiết kiệm cuối cùng anh cũng đặt vé không hề do dự ai ngờ sau khi lên máy bay lại gặp điều khiển không lưu atc làm nhỡ giờ bay điều khiển không lưu atc bao gồm những hoạt động của con người chủ yếu dưới mặt đất những người này sẽ truyền đạt các thông tin cần thiết cho máy bay để duy trì sự liên lạc giữa máy bay và mặt đất nghĩa là họ bảo đảm máy bay bay đủ xa theo phương ngang và phương dọc để tránh cho máy bay va chạm trên không với các máy bay khác người kiểm soát không lưu có thể định vị tọa độ của máy bay dựa vào báo cáo của các phi công hoặc trong những vùng mà mật độ lưu thông cao như nước mỹ họ có thể sử dụng radar để xác định vị trí của máy bay trên màn hình hiển thị đúng vào lúc anh sốt ruột bất chấp tất cả định xuống máy bay thì mới truyền tới thông báo xin lỗi của cơ trưởng nói rằng máy bay đã có thể cất cánh rồi hai tiếng đồng hồ sau, máy bay mới hạ cánh xuống sân bay Tiêu Sơn. Đây cũng là nguyên nhân phải tới tối anh mới đến được Hàng Châu. Người đàn ông ra đón sau khi nghe Niên Bách Ngạn nói xong bèn suy nghĩ rồi nói, vì hôm nay là cuối tuần, thế nên muốn tìm người sẽ mất nhiều thời gian hơn ngày thường khoảng 2, 3 tiếng. Tổng Giám đốc Niên, ý của Bộ trưởng hứa là, sáng sớm ngày mai anh ấy sẽ điều nhân viên kiểm tra camera khắp thành phố. Anh xem, giờ cũng muộn vậy rồi, Bộ trưởng hứa đã đặt xong phòng cho anh ở khách sạn 4 mùa, tối nay còn mở tiệc chiêu đãi mời anh nữa tiệc chiêu đãi thì không cần đâu bây giờ bất luận muộn thế nào cũng không thành vấn đề phiền anh sắp xếp nhân lực tìm người giúp tôi ngay nhé niên bách ngạn nhíu mày người đàn ông đó thấy dáng vẻ sốt sắng của niên bách ngạn bèn gật đầu anh ta cũng sợ sẽ làm lỡ dở chuyện của tổng giám đốc niên một người có thể khiến cấp trên của họ coi trọng như vậy anh ta không dám đắc tội vậy còn phía bộ trưởng hứa tôi sẽ đích thân gọi điện thoại nói với ông ấy niên bách ngạn đáp ngắn gọn anh ta đồng ý, vậy anh theo tôi về đơn vị, tôi sẽ lập tức điều người. Nhiên bách ngạn đi cùng anh ta tới bãi đậu xe. Đêm đã khuya, ánh sáng mông lung ngoài cửa sổ là của những vì sao vụn, là của ánh đèn trên con đường dẫn vào bệnh viện, lấp lánh, nhấp nháy, như vị thần Cupid nghịch ngợm đang bắt bừa những vì sao vứt xuống mặt đất vậy. Tố Diệp cảm thấy sao hôm nay rất sáng, sáng đến nỗi khiến lòng người hoảng hốt. Cô Yên lặng nằm một mình trên giường, trong phòng vệ sinh, vẫn còn tiếng nước nhỏ tí tách dưới vòi nước cô còn chưa đóng chặt sau khi rửa tay từng giọt từng giọt giỏ xuống khiến cô bất giác nhớ tới ngày lâm yêu yêu tự sát máu của cô ấy có phải cũng nhỏ từng giọt xuống bồn tắm đầy nước như vậy hay không trong phòng không bật đèn chỉ còn ánh trăng tràn vào qua ô cửa sổ nó tỏa sáng một thứ màu bằng bạc nhưng sự lạnh lẽo không chỉ toát lên từ ánh sáng của nó mà còn từ bản thân nhiệt độ của mặt trăng cả người tố diệp như một con vật nhỏ không còn hơi ấm nằm bất động nhìn lên trần nhà đếm đi đếm lại số bóng đèn trên đó cô mặc quần áo bệnh viện gương mặt nhợt nhạt như vừa được thần chết thả ra không còn một giọt máu nào bờ môi vốn luôn phớt hồng giờ cũng khô cong không màu chỉ còn đôi mắt to của cô chốc chốc lại chớp chớp để chứng minh cô vẫn còn sống trong lòng bàn tay cô nắm chặt một con ngựa gỗ màu đỏ tươi trên lưng ngựa vẫn còn bộ bờm y như thật mềm mại chọc vào lòng bàn tay như đang vỗ về linh hồn cô ngoài con ngựa Vỗ ra, trong túi sách của cô còn một chiếc chìa khóa và một cuốn nhật ký. Chiếc chìa khóa đó là công cụ để cô biết được những tâm tư của Diệp Hạc Phong. Cô phải cảm ơn Diệp Uyên đã đưa cô chiếc chìa khóa ấy. Sau khi tất cả mọi người đã rời khỏi nhà họ Diệp, một mình đi vào phòng sách của Diệp Hạc Phong, tìm được chiếc tủ thuộc về chiếc chìa khóa rồi nhẹ nhàng mở ra. Khoảnh khắc mở nó ra, Tố Diệp đã sững người. Mỗi một ngăn trong tủ đều xếp đầy những con ngựa gỗ, ngay ngắn, thẳng hàng, phải tới 30 con con nào cũng rất sống động, mỗi con lại mang một hình dáng khác nhau, hoặc là màu sắc, hoặc là biểu cảm. Lúc đó Tố Diệp đã đứng ngẩn người rất lâu, sau đó từ từ giơ tay lấy một con ngựa ra. Một con ngựa màu đỏ, trùng khít với con ngựa trong ký ức của cô. Giây phút cầm nó trong lòng bàn tay, cô bắt đầu ngờ vực liệu nó có phải con ngựa hồi nhỏ cô rất thích không. Và cô còn nhìn thấy một cuốn nhật ký. Mở ra, thì đó là nét bút của Diệp Hạc Phong. Ở trang đầu tiên trong nhật ký ông viết, Tiểu Diệp, con gái mà bố yêu thương nhất, mong là con sẽ thích những món quà sinh nhật bố đã dày công chuẩn bị, nhưng chưa bao giờ có dũng khí tặng chúng cho con. Tố Diệp từ từ lật ra, cả người cô như bị sét đánh. Lúc đó cô mới biết, những con ngựa gỗ này là quà sinh nhật mỗi năm Diệp Hạc Phong đều tự tay làm cho cô. Chỉ có duy nhất một con ngựa cô đang cầm trong tay là được mua lại với giá rất cao từ người hàng xóm năm đó, nói thế nào cũng không chịu bán. Quyển 8 chương 403, người đàn ông bên cạnh giường con người sống trên đời luôn phải có những giấc mơ mới không sống quá khổ sở, cho dù đó chỉ là một giấc mơ nhỏ nhoi. Có người đặt giấc mơ của chính xuống dưới chân, thế nên họ đã vượt khắp trăm núi ngàn sông, khắp bắc nam rộng lớn. Có người đặt giấc mơ của mình lên đầu lưỡi, thế nên họ đã thưởng thức hết các loại sơn hào hải vị trên đời. Có người lại đem giấc mơ của mình ký gửi trong suy nghĩ, thế nên thế nên người còn chưa đi, trái tim đã bay xa rồi. Có lẽ chẳng ai biết rằng trong trái tim Tố Diệp chỉ cất giấu một con ngựa gỗ nhỏ những khi nắng đẹp, cô có thể đặt nó dưới ánh mặt trời, nhẹ nhàng đung đưa, trông có vẻ rất yên bình, thong dong. Đây, chính là ước mơ của cô, một ước mơ từ khi còn rất nhỏ. Cô không rõ tại sao mình lại say mê ngựa gỗ. Có lẽ chỉ vì ngoại hình của nó đáng yêu và ngốc nghếch. Có lẽ vì cô muốn nắm giữ những niềm vui đã từng có được. Cô vẫn còn nhớ ngày rực nắng ấy. Lá đầu cành vừa mới đâm chồi, khi nắng chiếu xuống tạo nên những vệt loang lổ. Những chạc cây mới nhú đó vẫn còn xanh mơn mởn, đầy sức sống, một màu xanh thuần khiết. Người bố mà cô vẫn luôn vui sướng hướng về, người bố chỉ xuất hiện trên báo và TV, như một thiên thần cuối cùng đã đứng trước mặt cô. Rồi mẹ cô nén nước mắt, mỉm cười nói với cô, Tiểu Diệp, mau gọi bố đi con. Từ bố này đối với Tố Diệp mà nói hoàn toàn không xa lạ. Cả người đàn ông cao lớn, phong độ tuy có chút buồn thương trước mặt này cô cũng không mới mẻ gì với cô. Đã rất nhiều đêm, cô đều thấy mẹ lật album ảnh, chỉ vào người đàn ông trên những tấm ảnh mẹ đã thuộc nằm lòng nói với cô rằng, đây chính là bố con. Tố Diệp biết, đó là cuốn album mẹ quý trọng như bảo bối. Thế nên cô không bao giờ quên ngày hôm ấy. Cô bé nhỏ, loát choát như thế. Một khung cảnh khắc sâu trong ký ức như thế. Vì đó là ngày cô được đi vòng xoay ngựa gỗ xinh đẹp cùng với bố mẹ. Trong vòng xoay quay đều, quay đều, cô nhìn thấy bố mẹ đứng ngoài lan can. Trông họ xứng đôi đến vậy. Hôm ấy, mẹ cười rất đẹp. Cả một khoảng trời hoa ngọc lan bung nở sau lưng mẹ mái tóc dài của mẹ mềm mại như một tấm lụa đen, làm tôn lên gương mặt hiền hòa. Còn bố, người đàn ông cao lớn ấy, ông cũng mỉm cười. Ánh mắt ông nhìn mẹ dịu dàng biết bao. Khi một lọn tóc trước chán mẹ bị gió thổi bay, ông liền giơ tay ra cài vào sau tay cho mẹ một cách rất tự nhiên. Tố Diệp cảm thấy cảnh ấy rất đẹp. Cô cho rằng bố mẹ đứng dưới nắng là một đôi không thể tách rời. Sau này, cô khăng khăng đòi ngồi vòng xoay ngựa gỗ, vì cô cảm thấy chỉ cần cô ngồi lên con ngựa đó là bố sẽ xuất hiện. Nhưng về sau, mẹ nói với cô rằng bố sẽ không tới nữa. Cô không hiểu nổi, cũng không thể chịu đựng được khi ngồi lên vòng xoay đó lại, không bao giờ được nhìn thấy bố đứng, ngoài nữa. Thế nên cô đã trung tình với con ngựa gỗ của nhà hàng xóm, một con ngựa nhỏ xíu không đáng kể, vì cô muốn nắm giữ một chút niềm vui nhỏ nhoi. Cô khao khát con ngựa gỗ màu đỏ ấy, cũng giống như khao khát một ngày nào đó người bố xa vời trên TV, và báo chí sẽ mang tới cho cô niềm hạnh phúc nhỏ bé, và giản dị con ngựa gỗ chứa đựng quá nhiều mong ước của cô có những mong ước quá đẹp lại quá xa vời thế nên đã trở thành một giấc mơ không thể chạm tới chỉ có điều tố diệp chưa bao giờ nghĩ lại có ngày này khi cô dùng chiếc chìa khóa mở chiếc tủ gỗ đã được cài chặt của bố ra bên trong lại đầy ngập nhưng con ngựa gỗ được làm thủ công trên con ngựa được đánh dấu từng ngày sinh nhật của cô năm đó cô bao nhiêu tuổi còn cả từng lời chúc phúc của bố được khắc từng nét tỉ mẩn những lời chúc phúc chỉ có một dòng lặp lại trên thân mỗi con ngựa Dòng chữ đó chính là: Con gái yêu quý nhất của bố, bố mong con được khỏe mạnh trưởng thành. Đây là mong ước chân thành nhất của người làm bố dành cho con mình, bất luận cô có giỏi giang xuất sắc nhường nào, bất luận cô bay cao bay xa đến đâu, chỉ cần luôn bình an, mạnh khỏe là được. Trong cuốn nhật ký đó, ghi lại không biết bao nhiêu câu chuyện của bố và mẹ. Họ đã quen nhau như thế nào, yêu nhau ra sao, rồi đã cùng ước hẹn chọn đời thế nào, cuối cùng lại chia ly ra sao. Trong nhật ký, bố đã dùng cụm từ xé nát tim gan để hình dung cuộc chia ly giữa ông và mẹ trên mặt giấy vẫn còn những vệt loang lổ có thể nhìn thấy là nước mắt sau cùng tố diệp nhìn thấy trong nhật ký hai chữ hàng châu nét chữ của bố cứng cáp mạnh mẽ ông cảm thán đầu lão tàn niên giang nam thủy niệm phương hồi đông phong tiệm lục tây hồ ngạn nhạn dĩ hoàn hữu vị nam quy tối quan tình chiết tận mai hoa nan ký tương tư tạm dịch gần tới tuổi xế chiều còn ai nhớ phải quay lại đất giang nam gió đông đã phủ xanh bờ Tây Hồ. Chim nhạn cũng đã có phương Nam để trú chân. Người tôi yêu nhất đã bẻ gãy cành mai, còn biết ký gửi nỗi nhớ nơi nào. Lúc đó Tố Diệp mới hiểu, thì ra bố vẫn luôn ghi nhớ lời hứa của mình với mẹ. Ông một lòng tâm niệm Giang Nam, chỉ vì có Tố Thu mà chất thêm bao tương tư và sầu não. Mẹ cô há lại không tương tư, cô còn nhớ rõ mẹ đã từng viết một câu, nhập ngã tương tư môn, chi ngã tương tư khổ, trường tương tư hề trường tương ức, trường tương tư hề vô cùng cực tảo chi như thử bán nhân tâm, hà như đương sơ mặc tương thức. Lúc đó, hai má mẹ đong đầy nước mắt, trích trong bài trường tương tư của Lương Ý Nương. Dịch thơ, có vào qua cửa nhớ mới rõ lòng khổ đau tương tư đằng đẵng, thêm đằng đẵng nỗi nhớ dài hơn cả biển trời sớm biết yêu thương là, khổ hận thà xưa đừng gặp gỡ người ơi. Bản dịch của Hoàng Nguyên Trương, tố diệp rơi nước mắt trước tầng tầng ngựa gỗ, nhưng lại không thể khóc to thành tiếng, giống như tất cả mọi sức lực trong thoáng chốc đã bị rút cạn cô không biết phải yêu sâu sắc một người như thế nào mới có thể không chia lìa không biết phải tin tưởng vững chắc ra sao mới có thể nắm tay nhau đi chọn cuộc đời mãi mãi không xa cách giống như bây giờ cuối cùng cô đã thực hiện được nguyện vọng của bố mẹ nhưng họ lại để cô cô độc một mình trên cuộc đời này học cách làm thế nào để giữ một người tận sâu trong tim mình mà không bị tổn thương ánh trăng ngoài cửa sổ càng lúc càng giá lạnh tê bút dọi qua tấm rèm cửa tố diệp nghiêng đầu ánh mắt cô trống rỗng như một cái giếng khô nhìn mái ánh trăng rơi trên góc cửa sổ rất lâu vẫn không hoàn hồn cô đã trải nghiệm trọn nỗi khổ tương tư giống như mẹ cô vậy không biết cô đã thiếp đi từ lúc nào cũng chẳng biết cô đã ngủ bao lâu tố diệp cảm thấy mình vừa mở mắt ra trước mắt đã là một con phố phồn hoa xe cộ qua lại tấp nập đèn đường sáng rực dòng người qua lại đông đúc bước chân của ai cũng vội vã chỉ có mình cô đứng lặng trong đám đông ấy như một ngọn tháp trơ trọi trong biển người mênh mông kia đang tìm một nguồn sáng có thể chiếu rọi cho mình rất nhanh, cô nhìn thấy người đàn ông đối. Diện. Anh đứng cách cô mười mấy mét. Cũng lặng yên nơi góc đường hệt như cô ấy. Cả một đám đông đang qua lại như nêm. Chỉ có anh là không nhúc nhích. Anh mặc một chiếc áo dạ dáng dài màu đen. Bên trong là một chiếc áo sơ mi màu xám đậm. Đi kèm một chiếc quần âu cũng màu đen. Những sắc màu khô khan ấy. Nhưng phối hợp trên người anh lại không hề tạo cảm giác cứng nhắc. Dáng hình anh cao vọt lên, thẳng tắp, bờ vai dài rộng, lồng ngực rắn chắc. Anh giơ hai tay ra trước mặt cô, Lòng bàn tay ấy to lớn và ấm áp, từng đốt ngón tay rõ ràng. Trong lòng cô dâng lên một niềm vui không tên, sốt sắng chạy về phía anh. Nụ cười trên khóe môi anh một lúc một rõ nét. Sau đó, anh ôm chặt cô vào lòng. Anh thầm gọi tên cô, sau đó hỏi cô, "Em đang đợi anh sao? Vẫn đang đợi anh sao?" Cô trả lời không một chút do dự, "Đúng thế, em vẫn đang đợi anh, vẫn đang ở chỗ cũ đợi anh, chưa bao giờ rời xa." Anh cười rồi, nhưng nụ cười lại bi thương đến thế cô siết chặt lấy anh nước mắt tuôn trào cô áp mặt mình vào lồng ngực anh khẽ nói anh biết không em đã gặp một cơn ác mộng em mơ thấy anh rơi xuống khe núi ở nepal em rất đau lòng cứ như thế rất nhiều năm trôi qua em vẫn không thể có được tin tức của anh anh mất tích rồi cảm giác tỉnh lại sau cơn ác mộng thật tốt anh vẫn còn ở đây vẫn còn sống đứng trước mặt em anh cúi đầu hôn lên chán cô cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại một cảm giác dịu nhẹ ấm nóng lan ra trên trán nhưng chẳng mấy chốc có một thứ ươn ướt chảy xuống má cô cô bàng hoàng giơ tay chạm vào hóa ra là nước mắt khi mở mắt ra mới phát hiện anh đã quay người bước đi tưởng bân cô liều mạng thét gọi tên anh tìm kiếm bóng hình anh trong dòng người nhưng bóng anh đã bị chôn vùi rất nhanh không còn thấy đâu nữa tố diệp choàng mở mắt trước mắt chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt thì ra là một giấc mơ nhưng lại chân thật đến vậy cả người cô cứng đờ như một tấm gỗ thần kinh dường như vẫn dừng lại nơi thế giới ảo mộng đó theo bóng anh mỗi lúc một xa hai gò má đã đẫm nước mắt lúc nào không biết thế giới trong mơ quá chân thực trong sự chân thực lại có nét mơ hồ cô một lần nữa không phân biệt rõ đâu là thực đâu là mơ không thể chắc chắn lúc này cô đã tỉnh hay vẫn còn đang mơ nhưng chẳng mấy chốc trong không khí bỗng thoang thoảng một mùi hương quen thuộc làm cô giật mình tỉnh giấc đánh thức cho cô biết rằng lúc này cô vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ đang ở trong thế giới thực tại đó là mùi gỗ mộc nhạt nhòa cũng là mùi hương ấm áp trước nay cô luôn quyến luyến đã từng có mấy bận mùi hương ấy vẫn luôn quanh quẩn bên cô từ mối quan hệ tôn trọng xa cách ban đầu cho tới khi lúc gần lúc xa và cuối cùng nương tựa vào nhau chính vì có nó cuộc sống của cô mới không chỉ có màu đen và màu trắng mà từ nay đã có thêm vô vàn màu sắc bất luận sau cùng nó mang lại cho cô bao nhiêu tổn thương cô vẫn không thể cai được nó giống như một con nghiện ma túy chỉ biết dốc sức nuốt chọn lấy nó để duy trì sự sống nhưng tại sao lại có mùi hương của anh Tố Diệp bừng tỉnh, ánh mắt dịch chuyển tới bên cạnh giường. Một giây sau, cô bị bóng hình của người đàn ông bên cạnh làm cho giật nảy mình, tiếng thét vang chỉ muốn được bật ra từ cổ họng. Bóng hình của người đàn ông trong giấc mơ và trước mặt chồng khít lên nhau. Cô bỗng nhiên ngồi bật dậy khỏi giường, mượn ánh trăng mỏng manh ngoài kia, cố gắng quan sát người trước mặt. Anh từ đầu tới giờ vẫn im lặng ngồi bên cạnh giường, yên lặng đợi. Tiếng hét của cô ngưng lại. Anh trầm tĩnh tới nỗi có phần tàn nhẫn, sau khi nhìn cô bị hồn bay phách tán, thì cũng im lìm nhìn cô từ từ định thần lại trên đời này chỉ có anh mới có thể mang lại cho người khác cảm giác sợ sãi khủng khiếp ngay cả khi bình tĩnh bên ngoài hơi sáng lên lóe lên từ phía đường chân trời mặt trời vừa mới ra đời nên ánh nắng vẫn còn mông lung và thưa thớt nhưng cũng đủ để tố diệp nhìn rõ gương mặt người đàn ông trong lòng cô bỗng cảm thấy thất kinh hơi thở cũng bất chợt trở nên gấp gáp đó là niên bách ngạn giống như một bầu không khí vốn yên tĩnh bị bọn cướp xông tới vậy còn Tố Diệp trở thành đối tượng bị xâm phạm. Cô mở to đôi mắt nhìn Nghiên Bách Ngạn trừng trừng. Cơ thể vốn đã yếu ớt này như bị rút sạch sức lực. Tia sáng tâm tối miêu tả một cách chân thực vẻ bình thản trên gương mặt Nghiên Bách Ngạn. Một nụ cười cũng không hề có. Đường cong từ môi tới cằm trơn nhẵn, bằng phẳng, nhưng vì bờ môi hơi mím lại mà hiện rõ một đường thẳng sắc lẹm. Anh nhìn cô không chớp mắt, rõ ràng là có tia sáng chiếu vào mắt anh, nhưng cô vẫn không thể nhìn thấu đôi mắt kín như bưng ấy, giống như một cái động không thấy đáy, hút hết tất cả mọi nguồn sáng, khiến cô rơi xuống tăm tối vô tận. Quyển 8 chương 404, con của anh. Tố Diệp vẫn còn đang hết hồn hết vía nhìn anh. Cô không biết anh đã tìm được cô bằng cách nào, cũng không biết anh vào phòng bệnh này từ bao giờ, càng không biết anh đã ngồi bên cạnh giường cô được bao lâu rồi. Cô chỉ biết, sự trầm mặc cùng yên lặng của anh đã trở thành thứ vũ khí có khả năng công kích cực mạnh, đâm thẳng vào ngực cô, khiến cô trở tay không kịp. Đúng vậy, cô chưa từng nghĩ rằng anh sẽ tìm được cô chỉ trong một thời gian ngắn như vậy thời gian như ngừng lặng tất cả chìm vào tĩnh mịch kinh hoàng tới tận khi người đàn ông bên cạnh giường lên tiếng giọng nói trầm thấp điềm nhiên tỉnh rồi sao một thanh âm vô cùng quyến rũ đã hoàn toàn phá nát sự yên tĩnh của căn phòng một giây sau từ ngoài cửa chiếu vào một tia sáng mạnh mặt trời cuối cùng cũng đã nhảy vọt ra khỏi đường chân trời thế là tố diệp đã có thể nhìn anh rõ hơn trông anh có vẻ mỏi mệt ít nhất thì từ nếp nhăn vẫn còn hẳn rõ giữa hai hàng lông mày của anh là có thể nhận ra còn cả đôi mắt anh nữa. Khi những tia sáng rực rỡ chiếu vào cô mới nhìn rõ, nó hằn lên những tia máu đỏ, khiến cả người anh trông có chút tiểu tụy. Tố Diệp như một con rối đứt dây, chỉ còn lại sức lực nhìn thẳng vào mắt anh. Cô không nói một câu nào, nhưng đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Còn Nhiên Bách Ngạn thì chỉ nhìn cô, không rời một khắc, ánh mắt dần dần toát lên một sự bi thương cực lớn. Làm sao anh tìm được tới đây? Khi Tố Diệp lên tiếng, cảm xúc đã bình ổn hơn trái tim cuối cùng cũng biết đau từ khoảnh khắc hai tay cô đầy máu cả bây giờ khi cô nhìn thấy ánh mắt nghiên bách ngạn trái tim cũng đau đớn một cách hèn nhát đối với nghiên bách ngạn mà nói câu nói mang tính hình thức này của tố diệp là vô nghĩa bất luận anh đã tìm tới đây bằng cách nào anh vẫn đang thực sự ngồi trước mặt cô thế nên anh làm ngơ cơ thể dài ngoằng dướn về phía cô kéo bàn tay đang nắm chặt con ngựa gỗ đỏ của cô lại đan vào tay anh khoảnh khắc các ngón tay chạm nhau không hiểu sao tố diệp bỗng lạnh run lên vì ngón tay của Niên Bách Ngạn băng giá, đến cả lòng bàn tay cũng không còn một chút ấm áp nào. Hình như anh đang nín nhịn điều gì đó. Đầu mày khẽ rung nhẹ, nhưng anh khẽ hỏi rất nhanh, ngủ có ngon không? Ngữ điệu cũng dập dờn như những con sóng. Tố Diệp không trả lời. Mắt cô đã bình tĩnh trở lại. So với nét mặt anh giờ phút này, rõ ràng cô đầy tàn nhẫn và vô tình. Niên Bách Ngạn vẫn nắm chặt tay cô, mím môi nhìn cô, dường như đang chờ đợi một câu trả lời tốt hơn từ cô lại như đang trốn tránh điều gì đó, phòng bệnh một lần nữa rơi vào yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng u u hai bên tai. Một lúc lâu sau, cô mới cắt lời, thanh âm nhạt nhòa, điều anh muốn biết chỉ là tôi ngủ có ngon hay không thôi sao? Cái gì phải tới rồi cũng sẽ tới. Nếu cô đã dám làm thì không có gì không dám nhận. Ánh sáng bên ngoài mỗi lúc một rực rỡ, nắng mai luôn vội vã muốn len vào phòng như thế, rồi lại như một thi thể kéo theo một ngọn lửa đỏ rực, quyến luyến tan dã nơi chân trời hệt như cuộc đời ngắn ngủi của con người, sinh ra đầy khó khăn và dạng dỡ, rồi cũng lại từ giã trong im lặng. Ánh sáng di chuyển trên gương mặt nghiên bách ngạn, khắc sâu những đường nét góc cạnh của anh. Ánh mắt anh nhấp nháy đôi chút, có một tia sáng u tối chuyển động, dần dần nó tụ lại thành một ánh mắt nghiêm nghị, giọng điệu của anh cũng trở nên nặng nề. Anh hỏi, đứa bé đâu? Cô nhảy cảm phát hiện ra, khi hỏi câu ấy, ngón. Tay cũng run lên, rất khẽ khàng nhưng cô lại cảm nhận rất rõ ràng. Cũng vào lúc này, ngày mới đã bắt đầu. Gương mặt Tố Diệp trông tái nhợt trước bình minh. Đến cả bờ môi cô cũng như vừa bị tẩy trắng, không hồng hào chút nào. Nghiên bách ngạn đau xót nhìn vào mắt cô, nhưng khi liếc thấy vết máu trên bộ quần áo bệnh viện của cô, anh chợt trở nên lạnh lùng, bờ môi bất giác mím rất chặt, bàn tay cũng bất thình lình gia tăng sức mạnh. Tố Diệp cũng nhìn theo ánh mắt anh. Khi vệt đỏ ấy đập vào mắt, có một giây cô chợt ngạt thở, mỗi một tế bào trong người đều đang gào lên đau đớn. Cô nhất thời như một phạm nhân đang phải chịu lăng trì, đau khổ chịu đựng mỗi một giây phút bị đọa đầy. Con của tôi đâu? Nghiên Bách ngạn nghiến răng, dàn mạnh từng chữ. Anh nhấn rất mạnh vào những chữ này để tuyên cáo quyền sở hữu đứa trẻ. Ngón tay Tố Diệp bị anh siết đến đau buốt, anh gần như một bóp nát tay cô. Cô cố sức rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh. Cô nhìn anh rất lâu rồi mệt mỏi đi xuống giường, uể oải lê lết vào nhà vệ sinh. Khi ra khỏi đó, chán cô đã ướt súng mồ hôi. Nghiên Bách ngạn vô thức đứng dậy, nhìn cô, trong lòng dâng lên một dự cảm mãnh liệt. Anh dường như nhìn thấy cảnh con quạ đó bay về phía xe ô tô, rồi đập rất mạnh lên cửa kính xe. Sau đó, bên tai anh vang lên tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của nó. Trước mắt anh ngập tràn vết máu tan hoang. Sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, Tố Diệp không còn sức đi tiếp nữa. Cô dựa vào tường, lưng áo cũng ngất sũng, lạnh giá dính chặt vào cơ thể. Cô như chìm trong băng giá. Miên bách ngạn. Anh chân thành thêm một chút nữa chưa biết chừng tôi sẽ tin thật cô chỉ còn biết dựa vào bức tường để chống đỡ cơ thể giây phút nào cũng có thể ngã gục cô nhìn anh cười khẽ tôi sẽ thật sự tin rằng anh thật lòng chờ đợi đứa bé này niên bách ngạn sải bước đi tới hai tay ghì chặt vai cô như hai cái kìm hơi thở gấp gáp phả lên đỉnh đầu cô còn cả một sự nguy hiểm ngấm ngầm khiến người ta khiếp sợ nói cho tôi biết đi rằng em chưa uống viên thuốc đó tố diệp hờ hững nhìn anh nỗi đau nơi bả vai chẳng thấm tháp gì cho với vết thương đang dỉ máu trong tim thì ra, cô cũng đã được thưởng thức thế nào là đau đớn thực sự. Cô để mặc cho bàn tay anh giữ lấy vai mình, mím chặt môi lại, đầu lưỡi chống vào hàm răng, chống đến đau nhức. Sau khi tiếng quát của anh ngưng lại, cô mới giơ tay, từ từ mở nắm đấm ra trước mặt anh. Giữa lòng bàn tay có một dụng cụ bằng thủy tinh, bên trong là một cục thịt bé xíu, đỏ hòn. Lồng ngực Nghiên Bách Ngạn bắt đầu phập phồng lên xuống. Anh bung một tay ra, sau đó đón lấy dụng cụ cô đưa. Cô cười nhẹ như mây, Nghiên Bách Ngạn, đây chính là con của anh. Bàn tay nghiên bách ngạn run bẩn bật, dụng cụ từ trong khẽ ngón tay của anh rơi xuống, lăn tròn trên tấm thảm trải sàn màu trắng. Cục thịt đầy máu đó cũng dính chặt trên dụng cụ, lăn theo trong im lặng. Sau đó, cả cơ thể cao lớn của anh trượt trao đảo, sắc mặt tái mét, nhìn chăm chăm vào dụng cụ dưới sàn nhà. Rất nhanh, anh thở gấp, vai rõ ràng đang run rẩy, bàn tay cũng nắm chặt. Cô nhìn thấy những đường gân xanh gồ lên trên trán anh. Không thể nào, anh khó khăn thốt ra ba chữ này một cách yếu ớt. Tố Diệp đờ đẫn nhìn anh, tôi đã uống thuốc, nó chính là con của anh. Sắc mặt Nghiên Bách Ngạn cắt không còn hột máu. Có lẽ anh thật sự không còn chút sức lực nào, liên tiếp lùi ra sau mấy bước, cho tới khi cả người anh chạm vào cánh cửa thủy tinh. Anh như bị ai đó tàn nhẫn rút đi xương sống, đập nát tất cả mọi tôn nghiêm của anh mà không hề báo trước. Răng anh va vào nhau lập cập, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi dụng cụ màu đỏ đó đập vào đầu anh, mí mắt anh cũng không còn bình yên được nữa. Ngay sau đó là một tiếng thét điên cuồng, như một con thú bị tổn thương, chỉ còn lại chút sức lực để gào lên khi máu đã đầm đìa chảy. Một giây sau, anh vung nắm đấm, đấm mạnh lên cửa sổ. Thủy tinh vỡ vụn, phát ra một thanh âm tan nát đến chói tai. Rồi sau đó, từng ngón tay anh đẫm máu. Anh bất lực chống tay lên bệ cửa, cả người giờ như một con vật bị trọng thương, chỉ còn chờ chết. Bóng hình cao lớn bị ánh mặt trời kéo dài thật dài, gần như chạm tới tận tố diệp. Bàn tay chảy máu buông thõng bên thân. Máu tí tách, tí tách dỏ xuống sàn nhà. Tố diệp nhắm chặt mắt lại, kìm nén nỗi đau như từng lưỡi dao đục khoét trái tim. Chỉ có mình cô biết, rốt cuộc đau đớn nhường nào. Cô hận anh, vì nếu không có anh, cô đã chẳng đau đến vậy. Cửa phòng bị cô y tá nghe thấy tiếng vỡ đẩy ra. Thấy cảnh ấy, cô ta ngẩn người, sau đó dè dặt hỏi, cô tố. Cô không sao chứ? Tố Diệp đã không còn sức để trả lời nữa. Ngược lại, Niên Bách Ngạn quay đầu quát một tiếng, cút ra ngoài. Giây phút anh quay đầu lại, Tố Diệp mới nhìn thấy mắt anh đỏ sọc, kinh người như một dã thú. Gương mặt anh cũng nhợt nhạt đến thê thảm, cả người trông đằng đằng sát khí, khiến người ta rét run. Cô y tá bị bộ dạng đó của anh dọa cho hồn bay phách tán, run rẩy chạy vội ra ngoài nhanh như một làn khói. Dường như Nhiên Bách Ngạn không quan tâm tới vết thương ở tay, cũng chẳng màng tới bàn tay đã đầy máu. Ngón tay anh vẫn đang run. Anh cuộn chặt tay lại. Tại sao? qua lớp không khí, anh nhìn cô chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi. Thanh âm vô lực như bị ai cắn đứt khí quản. Từ Bắc Kinh cho tới Hàng Châu, chỉ trong hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nhưng đã đủ để rút cạn toàn bộ tâm huyết của anh. Từ ngày bước chân vào con đường kinh doanh, anh chưa bao giờ bức thiết đến thế, lo lắng đến thế, mệt mỏi đến thế. Anh bỏ lại tất cả đống công việc còn đang dối như mớ bòng bong ở tinh thạch, nghĩ đủ mọi cách dùng các loại quan hệ chỉ để tìm được cô. Có trời biết vì muốn tìm thấy cô, anh gần như đã lật tung cả thành phố Bắc Kinh và thành phố Hàng Châu. Đến Hàng Châu, anh lại gấp rút xem ngày camera, tận mắt chứng kiến các nhân viên ấy điều tra từng nơi một. Anh không dám chớp mắt lấy một cái, chỉ sợ sẽ để lỡ mất bóng cô. Từ khi Diệp Hạc Phong qua đời cho tới giờ, anh chưa hề được chợp mắt. Nhất là tối qua, khi đã ba tiếng đồng hồ không nhìn thấy cô, anh bắt đầu căng thẳng, rậm chân bình bịch. Sau đó một lần nữa đưa ảnh cô cho họ xem, nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng trông cô ấy như thế này các anh nhất định phải tìm thật kỹ yêu cầu của anh rất đơn giản chỉ mong cô bình an vô sự cho tới khi cuối cùng anh cũng nhìn thấy tố diệp trên camera khoảnh khắc ấy anh vui đến suýt khóc lúc đó mới chợt hiểu anh sợ đánh mất cô đến thế nào dọc đường đuổi theo cô tới bệnh viện lúc anh đứng trước cửa bệnh viện cũng là khi sắp sang ngày mới đường chân trời vẫn còn u tối làm những ngôi sao thêm sáng hơn không hiểu sao tim anh bỗng đập thịt một cái Quyển 8 chương 405, Nghiên Bách Ngạn, anh giết tôi đi. Anh đi vào bệnh viện, từng bước chân nặng nề như đổ trì. Trên đường tới đây, ngồi trong xe anh không ngừng cầu nguyện tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Anh lo cho sức khỏe của Tố Diệp, cũng lo cho đứa bé trong bụng. Vì mấy ngày nay cô ấy bỗng yên lặng một cách bất thường, im lìm như không khí, cứ ngồi xuống một chỗ nào là sẽ ngồi rất lâu. Anh lo cô không chịu nói gì cả. Một người quật cường như cô, sợ rằng dù phải chịu một tổn thương sâu sắc cũng sẽ không thể hiện trước mặt mọi người thông qua y tá anh nghe ngóng được tố diệp đã nhập viện nhưng câu nói vì cô ấy phá thai bằng thuốc nên bắt buộc phải ở lại bệnh viện quan sát của người y tá khiến anh cực kỳ hoảng sợ anh cho rằng cô y tá nhầm lẫn cô ấy không phải là một người tàn nhẫn độc ác tuy bình thường cô ấy ăn nói có hơi ngang ngạnh một chút nhưng anh tin chắc rằng cô ấy là một người yêu trẻ con sao có thể lựa chọn bỏ đi đứa trẻ Người y tá do dự nhìn anh, cô ấy chỉ cầm theo thuốc rồi quay về phòng. Chúng tôi cũng mong là cô ấy suy nghĩ thật kỹ rồi hãng quyết định, dù sao đứa trẻ cũng vô tội. Và đương nhiên, ánh mắt người y tá nhìn anh khó chịu như đang nhìn một kẻ bội bạc. Niên bách ngạn tự cho rằng sống bằng này tuổi rồi, có sóng to gió lớn nào anh chưa từng trải qua. Anh đã không còn ở cái tuổi tay chân luống cuống không biết làm gì nữa. Bao năm lăn lộn thương trường, từ lâu anh đã luyện được cho mình một trái tim bền bỉ trước mọi thủ đoạn tàn độc và một vẻ mặt bình tĩnh trước mọi dông tố. Thế mà sau khi nghe cô y tá nói xong mấy lời này anh vẫn hoảng hốt, lập tức xông vào căn phòng cô đang nằm. Người y tá dĩ nhiên chặn lại không cho anh vào. Anh sốt ruột, đập thẳng chứng minh thư của mình lên mặt bàn. Anh gần như đã đẩy cửa phòng bệnh đi vào bằng đôi tay run lẩy bẩy. Thế là, anh nhìn thấy Tố Diệp nằm trên giường. Cô yên lặng nằm đó, như một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng sự tĩnh lặng này chỉ càng khiến tim anh quặn thắt. Bao nhiêu những lo lắng, bất an, thậm chí là cả những phẫn nộ đều tan thành mây khói khi anh nhìn thấy cô. Cô đang nằm trước mặt anh chân thực đến thế, chỉ cách anh chưa tới 10 bước chân. Anh bước nhẹ nhàng tới trước giường, nhờ ánh trăng để ngắm gương mặt cô, ánh mắt ngập tràn xót xa và thương tiếc. Mặt cô nhợt nhạt vô cùng. Anh không dám nghĩ nhiều, càng không dám nghĩ tới những chuyện không hay. Né tránh chưa bao giờ là thế mạnh của anh. Anh không thích trốn chạy, càng cực kỳ căm ghét hành vi đó. Thế nhưng lúc này đây, anh lại không dám đánh thức cô cũng không nỡ làm cô tỉnh giấc đành lựa chọn hành vì né tránh tuyệt đối anh ngồi bên cạnh giường yên lặng đợi cô tỉnh lại chỉ mong khi nào tỉnh dậy cô sẽ mỉm cười nói với anh rằng bách ngạn chỉ là em lo cho sức khỏe của con nên tới bệnh viện kiểm tra thôi yên tâm đi con vẫn mạnh khỏe anh tự an ủi mình như vậy không nỡ làm cô tỉnh giấc mơ chỉ có điều khi nào cô dậy anh nhất định phải nói với cô rằng căn phòng này thiếu khí quá thật sự không thích hợp tới thêm lần nữa nếu cô lo cho tình hình của đứa bé thì anh sẽ sắp xếp một căn phòng màu sắc rực rỡ cho cô để cả đôi mắt và trái tim cô đều ngập tràn sắc màu không chỉ còn độc một màu trắng ngắt như thế này nữa đúng vậy vì anh đã từng chán ghét sâu sắc thứ màu nhợt nhạt ấy nên anh khao khát có thể dùng chính đôi tay mình mang lại một cuộc sống đầy màu sắc cho người con gái của mình dáng vẻ khi ngủ của tố diệp rất đẹp dẫu gương mặt tái nhợt nhưng vẫn khiến anh không thể rời mắt cô nằm đó đắp chiếc chăn trắng như tuyết một tay ở trong chăn một tay ở ngoài chăn Nắm chặt một con ngựa gỗ màu đỏ, anh không biết nó từ đâu ra, nhưng cảm động vì màu của nó. Đó là thứ màu của sự nhiệt tình, phấn khởi. Đó chính là sự kỳ vọng cô dành cho đứa trẻ sao? Anh giơ tay, rất muốn chạm vào cô nhưng khi gần trong gang tấc anh vẫn dừng lại. Vẫn không nên đánh thức cô. Nhưng dù anh giữ yên lặng, cũng không thể xua tan cảm giác lo lắng toát ra từ đôi mày nhíu chặt đó. Cô ngủ rất không ngon giấc, bờ môi thi thoảng lại mấp máy. Anh đau lòng, muốn nhẹ nhàng an ủi cô. Vậy mà, khi ngón tay anh vừa chạm vào mặt cô, cô bỗng tha thiết gọi một tiếng, tưởng bân. Miên bách ngạn thu tay về. Trái tim trong khoảnh khắc như bị ai xé nát. Nỗi đau đớn quét qua hô hấp, khiến cả ngực anh cũng bất giác nhói lên. Anh vẫn luôn tin chắc rằng, trong những tháng ngày có anh, ở bên cạnh cô đã khiến cô quên đi được người đàn ông đó. Người đàn ông đã khiến cô dù nằm trong lòng anh vẫn thầm gọi tên. Người đàn ông đã khiến anh căm hận, chỉ muốn đào xác hắn ta lên dù có được chôn dưới đất sâu. Vậy mà vẫn không sao tìm ra được, chưa có ai lại to gan và liều lĩnh như cô nằm trong lòng anh ngay trước mặt anh mà lại gọi tên một người đàn ông không chút kiêng rẻ như vậy tại anh đã quá nuông chiều cô hay cô vốn là một người phụ nữ vô tâm bạc tình cô tỉnh rồi trong đôi mắt vẫn còn một chút chờ đợi trong giấc mơ và một chút mơ màng khi vừa thức giấc cho tới khi nhìn thấy anh ánh mắt cô chỉ còn lại sự hoảng sợ rõ rệt anh không hề nhìn lầm chính là hoảng sợ vật lộn trong chốn thương trường bao nhiêu năm nay anh nhìn thấy quá nhiều ánh mắt như thế này thường đều là của những đối thủ cạnh tranh với anh khi đã bị ép đến bước đường cùng anh tùy ý hưởng thụ mặc cho họ tuyệt vọng đến thế nào nhưng tới cuối cùng anh lại nhìn thấy nó trong đôi mắt người con gái của mình khoảnh khắc ấy lòng anh như rơi xuống vực sâu không đáy thì ra người đàn ông khiến cô lo lắng và nhung nhớ khôn nguôi là tưởng bân dẫu là trong giấc mơ người cô muốn tìm cũng không phải nhiên bách ngạn nhưng anh vẫn nhu nhược quyến luyến cô không rời cô như một tên đao phủ móc trái tim anh ra ném mạnh xuống đất rồi dẫm nát không thương tiếc từng chút từng chút một cho tới khi nó nát vụn vậy mà anh vẫn còn ôm một tia hy vọng chỉ vì câu nói ấy của cô bách ngạn em yêu anh mất rồi phải làm sao đây có trời biết khi nghe thấy cô nũng nịu nói câu này cuộc đời anh đã ấm áp như mùa xuân về ánh mắt cô lạnh tới nỗi khiến cơn đau trong anh lại cuộn trào anh một lần nữa bỏ mặc mọi đau đớn nhẫn nhịn cảm giác tan nát do dự không dám hỏi cô một câu em đã uống thuốc chưa lần đầu tiên anh chấp nhận là một con đà điểu vùi đầu xuống đất không dám đối mặt với đau khổ anh không dám hỏi chỉ mong mọi việc không tệ đến thế chỉ mong tất cả đều nằm trong dự liệu của anh nằm trong kiểm soát của anh vì từ lâu anh đã không quen tiếp nhận những con người hay những việc ngoài tầm kiểm soát thế nhưng tố diệp thật sự biến thành đao phủ không những dùng dao đâm thẳng vào tim anh mà còn giết chết con của anh máu đầm đìa chảy trước mặt anh hoàn toàn đánh đầu mọi sự tự tin và kiêu ngạo anh không hiểu thật sự không hiểu tại sao cô có thể tàn nhẫn như vậy bầu không khí trong phòng bệnh mỏng manh đến ngạt thở chính là một áp lực khổng lồ toát ra từ người niên bách ngạn, như một tảng đá đè nặng lên người cô. Tố Diệp khó nhọc khom lưng, nhặt chiếc khay lên, chậm chậm đi tới trước mặt anh, mặc cho nỗi đau như dao cứa vào tim, nhẹ nhàng nhét nó vào trong túi áo anh. Cô cong môi cười khẽ, rồi nói rành giọt từng từ, vì chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể trả hết nợ nần. Một sự phẫn nộ đổ sập xuống người niên bách ngạn. Anh bất ngờ giơ tay ra, bàn tay lạnh ngắt bóp chặt lấy cổ Tố Diệp. Người con gái trước mặt quá xinh đẹp bỗng chốc, trong mắt anh trở thành một diện mạo tàn độc. Giây phút này anh thật sự chỉ muốn giết chết cô. Tố Diệp, em to gan thật. Anh nghiến răng ken két. Tố Diệp không rằng co, cô để mặc cho anh bóp cổ mình. Cô cảm nhận được tức giận của anh. Bàn tay ấy không còn dịu dàng. Nó giờ như cái kìm sắt kẹp sâu vào cổ cô. Cô cảm nhận được huyết quản trong động mạch vì không thể lưu thông, mà đang nhảy nhót om sòm. Cô không thở được, chỉ có thể ngẩng đầu đối mặt với gương mặt anh Tuấn mà hung dữ ấy tay cô buông thõng, bất lực, một tay kia nắm chặt từ đầu tới cuối. Anh không hề hay biết, cũng chưa chú ý tới bàn tay này của cô. Nó vẫn luôn nắm chặt từ lúc cô thiếp đi tới khi bừng tỉnh giấc, rồi lại đi từ nhà vệ sinh ra. Bàn tay niên bách ngạn gần như muốn bẻ gãy cổ cô. Cô như một con dê sắp bị giết thịt, yên lặng đón đợi khoảnh khắc cái chết đến với mình. Bàn tay nắm chặt trở nên lạnh lẽo. Viên thuốc nhỏ xíu, cũng đã bị những giọt mồ hôi giá lạnh trong lòng bàn tay cô thấm ướt từ lâu nó tan ra giờ đã trở thành một chất bột không thành hình dính chặt vào tay cô có phải vì cái chết sắp cận kề nên cô mới có thể cảm nhận được rõ ràng bột thuốc vẫn chưa khô hô hấp mỗi lúc một khó khăn tai cô vẫn có thể nghe được tiếng trái tim nhảy hỗn loạn trong lồng ngực như đang muốn vượt ngục ra ngoài những khung cảnh trong đầu cũng lướt nhanh qua không thể kiểm soát cuối cùng dừng lại vào một buổi chiều âm u nào đó trong văn phòng của bác sĩ cảnh tượng đó đáng sợ tới nỗi dù sau này có xuống suối vàng đi qua đài vọng hương, uống canh mạnh bà cô cũng không thể nào quên. Cô mệt mỏi ngồi đối diện với bác sĩ, nhìn hai con số trên tờ giấy. Một là progesterone và HCG. Cô run run hỏi bác sĩ, tại sao chỉ số của lần kiểm tra này lại sấp xỉ lần trước vậy ạ? Không có chỉ số nào tăng lên sao? Là một trong những loại hormone kích thích và điều hòa nhiều chức năng của cơ thể. Progesterone có vai trò trong việc duy trì thai kỳ. Loại hormone này được tạo ra chủ yếu từ buồng trứng, nhau thai trong giai đoạn mang thai và tuyến thượng thận. Nó giúp cho cơ thể chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho sự thụ thai và mang thai, và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng. Nó cũng đóng vai trò trong ham muốn tình dục. HCG là chữ viết tắt của Human cho Ionic Gonadotropin, nội tiết tố HCG, một loại hóc môn đặc biệt quan trọng, chỉ được tiết ra khi người phụ nữ mang thai. Nội tiết tố HCG là loại hóc môn tạo ra các dấu hiệu của việc mang thai, như ngực căng, nhạy cảm, buồn nôn v, v. Tất cả các triệu chứng này xuất hiện là do nội tiết tố hCG đang cao dần lên trong cơ thể. Rõ ràng cô đã tra cứu những tài liệu liên quan. Trong sách nói, hCG trong vòng 48 tiếng đồng hồ sẽ tăng gấp đôi, điều này chứng tỏ thai nhi đang phát triển. Cô biết tâm trạng của thai phụ sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của bào thai, thế nên cô luôn kìm chế cảm xúc của mình, đè nén mọi sự bi thương trong lòng. Nhưng cô vẫn không yên tâm nên mới tới bệnh viện kiểm tra. Nhưng tại sao lại như vậy? Bác sĩ rất khó Sử, đó là nét mặt cô sợ nhìn thấy nhất. Bác sĩ nói với cô, tình hình rất không lạc quan, có hiện tượng sảy thai tự nhiên. Cô không tin. Bác sĩ đề nghị cô giữ gìn cái thai, rồi bảo cô qua hai ngày nữa tới kiểm tra xem sao. Cô vô cùng sốt ruột. Khi cô tới bệnh viện một lần nữa, lấy máu xét nghiệm, bác sĩ đã cho cô một tờ thông báo chết chóc. Tới tận bây giờ, bên tai cô vẫn còn văng vẳng câu nói của bác sĩ, xin lỗi cô tố, Cả chỉ số progesterone và HCG của cô trong mấy giờ nay đều không tăng một chút nào. Thế là sao? Cô nghe thấy tiếng răng mình va lập cập vào nhau. Đứa trẻ này, cô chưa chắc đã giữ được. Bác sĩ thở dài. Bác sĩ, tôi cầu xin anh, bằng mọi giá phải bảo vệ được con tôi. Bác sĩ càng không biết nói sao, tôi chỉ có thể kê cho cô một số loại thuốc tránh sảy thai. Nhưng cứ tình hình này thì khả năng cô bị sảy thai quá lớn, như vậy rất nguy hiểm. Tôi mặc kệ, bất luận thế nào tôi cũng phải giữ lại con tôi. Nhưng từ những chỉ số trước và sau kiểm tra, con của cô đã, bác sĩ ấp úng, thế nên khi việc mang thai dừng lại phải nhanh chóng lấy phôi thai ra, nếu không sẽ dễ bị viêm. Lúc đó, cô mới biết cái gì gọi là tuyệt vọng thực sự. Kể cả khi cô biết tình yêu của mình chẳng qua chỉ là một trò đùa, dù cô có thương tích đầy mình, trong lòng vẫn còn một ngọn lửa nhỏ nhoi leo lắt cháy. Đó chính là đứa bé này. Bất luận cô có không muốn thừa nhận nghiên bách ngạn thế nào, cũng phải chấp nhận sự thật mình đã mang thai con của anh trên đời này có bao nhiêu người qua lại bên cạnh cô như vậy ông trời đã lấy đi hết người này tới người khác con của cô một đứa trẻ bé bỏng như thế tại sao cũng không tránh khỏi vận hạn cô hiểu những lời cuối cùng bác sĩ chưa nói hết các chỉ số đã ngừng tăng lên cũng tức là bào thai đã không còn sống nữa cũng có nghĩa đứa bé này bất kỳ lúc nào cũng có thể biến mất khỏi cơ thể cô tôi chỉ muốn bảo vệ nó lẽ nào cũng khó vậy sao bây giờ y học phát triển như vậy mà tôi bác sĩ cô như người chết đuối mọi cảm giác tuyệt vọng đuối sức bọc chặt lấy cơ thể nước mắt lã chã tuôn rơi xuống mặt bàn mà cô không thể nào kìm nén được cô có hơi cưỡng ép làm khó người khác một cách vô lý nhưng cô chỉ có thể ký gửi toàn bộ hy vọng của mình vào bác sĩ mà thôi dù cho lúc này bác chỉ cần nói với cô rằng con của cô vẫn còn cơ hội giữ lại bác sĩ im lặng một lúc chân thành trả lời cô gây ra tình trạng này một là có thể liên quan tới sự thay đổi tâm trạng gần đây của cô Thứ hai, rất có thể liên quan tới bản thân cơ thể cô. Cô Tố, có một chuyện tôi bắt buộc phải nhắc nhở cô. Từ phim chụp này có thể thấy, thành tử cung của cô rất mỏng. Tôi không hiểu, điều này có ý nghĩa gì? Bác sĩ nhìn cô, ánh mắt nặng nề, có nghĩa là thể chất của cô không thích hợp với việc mang thai, vì thành tử cung của cô quá mỏng, dù có thụ thai cũng không thể chịu đựng được trọng lượng mỗi ngày một nặng của thai nhi. Tới khi thai nhi được 6, 7 tháng rất có thể sẽ khiến tử cung bị rách, cực kỳ nguy hiểm. Trên lâm sàng đã từng có loại bệnh án này, tử cung một khi bị rách, để máu chảy ồ ạt sẽ khiến nguy cơ tử vong của người mẹ tăng cao. Ý của bác sĩ là, cả người cô run lên. Bác sĩ nhìn cô, nhẹ nhàng nói, nếu cô thật sự muốn có con, tôi khuyên cô nên nhận con nuôi, vì cơ thể của cô nếu mang thai sẽ rất nguy hiểm. Một là đứa trẻ có thể sẽ phải sinh sớm, cấp cứu không kịp. Hai là người mẹ cũng có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào tình trạng của cô một khi mang thai cần nằm viện quan sát một khi xuất hiện triệu chứng gì không ổn phải dừng mang thai ngay lập tức thế nên cô tố trên đời này không có người phụ nữ nào không muốn làm mẹ nhưng cô thì cô không biết mình đã đi ra khỏi bệnh viện bằng cách nào chỉ còn nhớ hôm đó gió thổi rất lớn như từng mũi dao quét qua mặt cô gò má cô đau đớn nỗi đau ấy rẽ ngoặt đập vào bụng cô không ngừng nhắc cho cô nhớ một sự thật đứa bé đã rời xa cô cũng là nhắc nhở cô sau này cơ hội được làm mẹ vô cùng mong manh cô từ chối lời khuyên của bác sĩ nắm chặt vì thuốc chống sảy thai trong tay để tự lừa mình cô đang kỳ vọng một khoảnh khắc nào đó những con số đại diện cho sinh mạng khỏe khoắn của đứa bé sẽ lại tăng lên gấp bội rồi bác sĩ sẽ nói với cô rằng cô tố kết quả kiểm tra trước đây của chúng tôi có chút nhầm lẫn con của cô rất khỏe mạnh đúng thế tại sao con của cô không được bình an nhưng ngày từng ngày trôi qua bụng cô lại càng đau thêm cho tới khi đến hàng châu cơ thể xuất hiện triệu chứng xuất huyết thì cô không thể không đối mặt với một thực tế. Dù cô có nỗ lực bao nhiêu, dù cô có thành tâm cầu khấn thế nào, cô cũng đã không có duyên phận với đứa bé này. Dưới chân Phật tổ, trước mặt quan âm Bồ Tát, cô đã ngẩng đầu, nhìn lên bức tượng cao cao. Cô rất muốn hỏi họ một câu, tại sao phải cướp con của tôi đi? Các người có biết đứa bé này là cách duy nhất để tôi nhớ Niên Bách Ngạn không? Cô hận Niên Bách Ngạn, hận anh nói ra câu không yêu, nhẹ nhàng như vậy, hận anh sau khi cho cô những lời hứa hẹn ngọt ngào, khoác lên tình yêu một lớp áo đẹp đẽ lại tàn nhẫn rời đi. Hận anh rõ ràng đã không yêu còn giả vờ tình cảm, tiếp tục diễn trò với cô. Cô yêu nhân bách ngạn bao nhiêu thì cũng hận anh bấy nhiêu. Khoảng thời gian này cô luôn sống trong rằn vặt, trong lòng luôn có hai tiếng nói tranh cãi, đánh lộn với nhau. Mỗi ngày cô đều trải qua trong tiểu tụy và mỏi mệt. Mỗi ngày cô đều suy nghĩ rốt cuộc anh yêu hay không yêu. Nhưng rõ ràng cô căm hận anh như thế lại không thể nào từ bỏ được. Cô nói chuyện lạnh lùng với anh chỉ càng khiến trái tim đau nhói thì ra người cô trừng phạt chưa bao giờ là anh mà chính là bản thân mình khi nụ hôn của anh vẫn ấm áp như bao lần tố diệp mới phát hiện ra một chuyện nực cười cô vốn không thể không yêu người đàn ông này dù anh có tàn nhẫn thế nào khiến cô tuyệt vọng ra sao cô vẫn không thể dứt khoát quay lưng với anh được vậy thì cô có thể mãi mãi để anh trong lòng mình giữ anh trong giấc mơ được chứ dẫu rằng mai sau chỉ có thể làm hai người xa lạ thế nhưng vào giây phút tới hàng châu nhìn thấy dấu máu tình yêu của cô dành cho anh một lần nữa hóa thành thù hận nhất là khi cô dập đầu hết lần này tới lần khác chính tay mình cầu siêu cho con thì nỗi hận dành cho niên bách ngạn đã đạt tới cực điểm dựa vào đâu dựa vào đâu niềm vui của cô cũng là do anh mà nỗi buồn cũng chỉ vì anh nếu không gặp anh không yêu anh hôm nay cô đã chẳng đau khổ thế này cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh vừa có được niềm vui làm mẹ đã ngã xuống vực sâu muôn trượng cô còn biết đối mặt với anh thế nào đây cho dù cô có thể tự lừa mình lừa người rằng thật ra anh ấy vẫn yêu mày thì cô có tư cách gì biết lấy gì để duy trì một mối quan hệ sau này mãi mãi không thể hoàn chỉnh và hạnh phúc thì ra trên đời này thật sự định trước sẽ có một loại người cô ấy có thể giúp đỡ tất cả mọi người hóa giải cái bóng đè nặng lên lòng mình có thể lợi dụng giấc mơ để giúp tất cả mọi người quét sạch mọi trở ngại để cuộc đời họ được hạnh phúc và khỏe mạnh duy chỉ không thể ban cho chính mình một giấc mộng đẹp cô chính là loại người ấy thế nên cô căm hận đứa bé đã sốt ruột muốn rời khỏi cơ thể mỗi giây một phút cô đều có thể cảm nhận được điều đó một cách mãnh liệt vì thế cô lựa chọn tới bệnh viện cô không nhẫn tâm bắt con mình tới tận giây phút cuối cùng còn phải chịu đựng những mũi dao mổ giá lạnh nó yên lặng như thế đã chẳng còn chút thanh âm nào nữa cô sợ khi dao kéo sượt qua cơ thể trong mơ nó sẽ khóc và nói với cô rằng mẹ ơi con đau lắm đúng thế cô không thể để nó phải chịu đau đớn nó là cốt nhục của cô quan trọng như vị trí của cô trong lòng mẹ vậy cô đã lựa chọn uống thuốc Cách này cũng sẽ đau, nhưng đau trên người cô. Cô muốn dùng cách đau đớn để chứng minh đứa trẻ này đã từng tồn tại trong cơ thể. Cô muốn một lần cuối cùng được cảm nhận cảm giác có được nó. Nhưng cuối cùng ông trời vẫn trừng phạt cô. Cô còn chưa kịp nuốt viên thuốc đó, còn chưa kịp cảm nhận lần cuối sự tồn tại của đứa bé, nó đã im lặng rời khỏi cơ thể. Cô đau đớn tột cùng, chỉ còn lại chút hơi tàn, thoi thóp nằm trên giường chảy nước mắt. Cô biết mình không giữ được nó, mình đã để mất con rồi. Cô không biết mình đã vào nhà vệ sinh rửa sạch vết máu như thế nào, cũng không biết mình đã nhìn nó nằm trong vũng máu như thế nào. Cuối cùng, cô đặt hình hài nhỏ bé của nó vào trong khay quan sát đã được bệnh viện chuẩn bị từ trước. Bàn tay cô dính đầy máu. Máu của con, nó đẹp như thế. Cô đã tưởng tượng đó sẽ là một bé gái, tưởng tượng cảnh chính tay mình mặc cho nó những bộ quần áo đẹp nhất. Vậy thì bây giờ con yêu cũng đẹp rồi, vì con đã có một lớp áo thủy tinh trong suốt yên lặng bảo vệ con để con không phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa nhưng tại sao anh lại tìm đến đây tại sao phải chứng kiến bộ dạng thảm thương mất hết hy vọng vào cuộc đời của cô anh còn muốn thế nào nữa nếu đã như vậy một người đã đứng bên bờ vực thẳm như cô tại sao không kéo anh theo để cả hai cùng vùi sắc nơi sâu thẳm bàn tay của niên bách ngạn khiến cô liên tưởng tới bàn tay của thần chết hô hấp của cô càng ngày càng khó khăn dưỡng khí tràn được vào phổi ít đến đáng thương cả ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ đây là cảm giác khi đối mặt với cái chết sao, cô trở nên lặng thinh, cả người như một con búp bê rách nát không còn sức phản kháng, để mặc cho Niên Bách Ngạn đưa cô tới địa ngục. Người đàn ông trên đỉnh đầu đang phẫn nộ gào thét, hỏi cô tại sao lại làm vậy? Cô có quyền gì làm như vậy? Bờ môi cô hé mở nhưng không còn sức thốt lên bất kỳ lời nào nữa. Những khung cảnh trong đầu xếp chồng lên nhau, vùn vụt lướt qua, rõ nét và chân thực. Cô nhìn thấy người đàn bà tên Nguyễn Tuyết Mạn đó tới nhà tranh cãi với mẹ, chỉ vào mũi mắng mẹ là đồ hồ ly tinh. Một con hồ ly tinh vô liêm sỉ. Cô nhìn thấy mình ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, cười đùa vui vẻ, hạnh phúc thét gọi, còn bố mẹ cô cũng giống như bố mẹ của những đứa trẻ khác đứng đó, mỉm cười nhìn cô, trong mắt họ chỉ có mình cô. Cô nhìn thấy mình khi nhỏ, đứng trước cửa nhà hàng xóm, gào khóc mãi không chịu đi, bướng bỉnh đứng nhìn con ngựa gỗ nhỏ màu đỏ ấy, mặc cho bố mẹ khuyên bảo thế nào cũng không được. Sau đó, cô nhìn thấy bố đã đích thân tới gõ cửa nhà đó. Rồi cô lại nhìn thấy người hàng xóm đó khó xử lắc đầu cô nhìn thấy một con ngõ rất dài lại sâu và tối phía trước có một chiếc đèn lồng lắt léo có một bé trai dắt tay một bé gái liều mạng bỏ chạy phía sau có một đám người đang dốc sức đuổi theo cô nhìn thấy mình lấy hết dũng khí đi tới nhà họ diệp kiễng chân cố ấn vào chiếc chuông cửa tiếc rằng cô quá thấp nên chỉ còn biết đập cửa đập cửa liên hồi con của người đàn bà đó đi ra nhìn cô bằng gương mặt ghét bỏ như nhìn một đứa ăn mày tới cửa xin cơm cô ta nói với cô rằng bố cô sẽ không tới gặp mẹ cô cô nhìn thấy mẹ mình nằm trên giường bệnh, cuối cùng im lặng dựa vào bờ vai bé nhỏ của cô. Mẹ còn chưa kịp nói với cô câu chúc mừng sinh nhật đã nhắm chặt mắt lại. Rồi cô lại nhìn thấy nhiên Bách Ngạn. Một nhiên Bách Ngạn đứng dưới nắng mai, một nhiên Bách Ngạn đứng trong đêm tối. Dù ở đâu anh vẫn cao lớn, mạnh mẽ như thế, vẫn khiến cô quyến luyến không rời. 30 năm cuộc đời, như một bộ phim diễn lại trong đầu cô trước khi cái chết đến gần. Cô mệt rồi, thế nên khi dưỡng khí trên não mỗi lúc một cạn kiệt, khi ý thức của cô chỉ còn lại một giây mong manh cuối cùng, cô thốt lên một câu đầy khó khăn, nghiên bách ngạn, anh, giết chết tôi đi, chết biết đâu lại là một sự giải thoát. Trước mắt đen tối một màu, trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức, có một giọng nói gấp gáp vọng tới, phẫn nộ và nôn nóng, nghiên bách ngạn, anh điên rồi sao? Cô nhắm mắt lại, chìm xuống vực sâu tối tăm, mù mịt để rũ bỏ tất cả khổ đau, hết chương 405 anh đi vào bệnh viện, từng bước chân nặng nề như đổ trì, trên đường tới đây ngồi trong xe anh không ngừng cầu nguyện tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì anh lo cho sức khỏe của tố diệp cũng lo cho đứa bé trong bụng vì mấy ngày nay cô ấy bỗng yên lặng một cách bất thường im lìm như không khí cứ ngồi xuống một chỗ nào là sẽ ngồi rất lâu anh lo cô không chịu nói gì cả một người quật cường như cô sợ rằng dù phải chịu một tổn thương sâu sắc cũng sẽ không thể hiện trước mặt mọi người thông qua y tá anh nghe ngóng được tố diệp đã nhập viện nhưng câu nói vì cô ấy phá thai bằng thuốc nên bắt buộc phải ở lại bệnh viện quan sát của người y tá khiến anh cực kỳ hoảng sợ anh cho rằng cô y tá nhầm lẫn cô ấy không phải là một người tàn nhẫn độc ác tuy bình thường cô ấy ăn nói có hơi ngang ngạnh một chút nhưng anh tin chắc rằng cô ấy là một người yêu trẻ con sao có thể lựa chọn bỏ đi đứa trẻ người y tá do dự nhìn anh cô ấy chỉ cầm theo thuốc rồi quay về phòng chúng tôi cũng mong là cô ấy suy nghĩ thật kỹ rồi hãng quyết định dù sao đứa trẻ cũng vô tội và đương nhiên ánh mắt người y tá nhìn anh khó chịu như đang nhìn một kẻ bội bạc Niên Bách Ngạn tự cho rằng sống bằng này tuổi rồi, có sóng to gió lớn nào anh chưa từng trải qua. Anh đã không còn ở cái tuổi tay chân luống cuống không biết làm gì nữa. Bao năm lăn lộn thương trường, từ lâu anh đã luyện được cho mình một trái tim bền bỉ trước mọi thủ đoạn tàn độc và một vẻ mặt bình tĩnh trước mọi dông tố. Thế mà sau khi nghe cô y tá nói xong mấy lời này anh vẫn hoảng hốt, lập tức xông vào căn phòng cô đang nằm. Người y tá dĩ nhiên chặn lại không cho anh vào. Anh sốt ruột, đập thẳng chứng minh thư của mình lên mặt bàn, anh gần như đã đẩy cửa phòng bệnh đi vào bằng đôi tay run lẩy bẩy. Thế là, anh nhìn thấy Tố Diệp nằm trên giường. Cô yên lặng nằm đó, như một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng sự tĩnh lặng này chỉ càng khiến tim anh quặn thắt. Bao nhiêu những lo lắng, bất an, thậm chí là cả những phẫn nộ đều tan thành mây khói khi anh nhìn thấy cô. Cô đang nằm trước mặt anh chân thực đến thế, chỉ cách anh chưa tới 10 bước chân. Anh bước nhẹ nhàng tới trước giường, nhờ ánh trăng để ngắm gương mặt cô, ánh mắt ngập tràn xót xa và thương tiếc. Mặt cô nhợt nhạt vô cùng. Anh không dám nghĩ nhiều, càng không dám nghĩ tới những chuyện không hay. Né tránh chưa bao giờ là thế mạnh của anh. Anh không thích trốn chạy, càng cực kỳ căm ghét hành vi đó. Thế nhưng lúc này đây, anh lại không dám đánh thức cô, cũng không nỡ làm cô tỉnh giấc, đành lựa chọn hành vi né tránh tuyệt đối. Anh ngồi bên cạnh giường, yên lặng đợi cô tỉnh lại, chỉ mong khi nào tỉnh dậy cô sẽ mỉm cười nói với anh rằng, "Bách Ngạn, chỉ là em lo cho sức khỏe của con nên tới bệnh viện kiểm tra thôi." Yên tâm đi, con vẫn mạnh khỏe." Anh tự an ủi mình như vậy, không nỡ làm cô tỉnh giấc mơ. Chỉ có điều khi nào cô dậy anh nhất định phải nói với cô rằng, căn phòng này thiếu khí quá, thật sự không thích hợp tới thêm lần nữa. Nếu cô lo cho tình hình của đứa bé, thì anh sẽ sắp xếp một căn phòng màu sắc rực rỡ cho cô, để cả đôi mắt và trái tim cô đều ngập tràn sắc màu, không chỉ còn độc một màu trắng ngắt như thế này nữa. Đúng vậy, vì anh đã từng chán ghét sâu sắc thứ màu nhợt nhạt ấy nên anh khao khát có thể dùng chính đôi tay mình mang lại một cuộc sống đầy màu sắc cho người con gái của mình dáng vẻ khi ngủ của tố diệp rất đẹp dẫu gương mặt tái nhợt nhưng vẫn khiến anh không thể rời mắt cô nằm đó đắp chiếc chăn trắng như tuyết một tay ở trong chăn một tay ở ngoài chăn nắm chặt một con ngựa gỗ màu đỏ anh không biết nó từ đâu ra nhưng cảm động vì màu của nó đó là thứ màu của sự nhiệt tình phấn khởi đó chính là sự kỳ vọng cô dành cho đứa trẻ sao anh giơ tay, rất muốn chạm vào cô nhưng khi gần trong gang tấc anh vẫn dừng lại. Vẫn không nên đánh thức cô. Nhưng dù anh giữ yên lặng, cũng không thể xua tan cảm giác lo lắng toát ra từ đôi mày nhíu chặt đó. Cô ngủ rất không ngon giấc, bờ môi thi thoảng lại mấp máy. Anh đau lòng, muốn nhẹ nhàng an ủi cô. Vậy mà, khi ngón tay anh vừa chạm vào mặt cô, cô bỗng tha thiết gọi một tiếng, tưởng bân. Niên bách ngạn thu tay về. Trái tim trong khoảnh khắc như bị ai xé nát. Nỗi đau đớn quét qua hô hấp, khiến cả ngực anh cũng bất giác nhói lên. Anh vẫn luôn tin chắc rằng, trong những tháng ngày có anh, ở bên cạnh cô đã khiến cô quên đi được người đàn ông đó. Người đàn ông đã khiến cô dù nằm trong lòng anh vẫn thầm gọi tên. Người đàn ông đã khiến anh căm hận, chỉ muốn đào xác hắn ta lên dù có được chôn dưới đất sâu. Vậy mà vẫn không sao tìm ra được. Chưa có ai lại to gan và liều lĩnh như cô. Nằm trong lòng anh, ngay trước mặt anh mà lại gọi tên một người đàn ông không chút kiêng rẻ như vậy tại anh đã quá nuông chiều cô hay cô vốn là một người phụ nữ vô tâm bạc tình cô tỉnh rồi trong đôi mắt vẫn còn một chút chờ đợi trong giấc mơ và một chút mơ màng khi vừa thức giấc cho tới khi nhìn thấy anh ánh mắt cô chỉ còn lại sự hoảng sợ rõ rệt anh không hề nhìn lầm chính là hoảng sợ vật lộn trong chốn thương trường bao nhiêu năm nay anh nhìn thấy quá nhiều ánh mắt như thế này thường đều là của những đối thủ cạnh tranh với anh khi đã bị ép đến bước đường cùng anh tùy ý hưởng thụ mặc cho họ tuyệt vọng đến thế nào nhưng tới cuối cùng anh lại nhìn thấy nó trong đôi mắt người con gái của mình. Khoảnh khắc ấy, lòng anh như rơi xuống vực sâu không đáy. Thì ra người đàn ông khiến cô lo lắng và nhung nhớ khôn nguôi là Tưởng Bân. Dẫu là trong giấc mơ, người cô muốn tìm cũng không phải Nhiên Bách Ngạn, nhưng anh vẫn nhu nhược, quyến luyến cô không rời, cô như một tên đao phủ, móc trái tim anh ra, ném mạnh xuống đất rồi dẫm nát không thương tiếc, từng chút, từng chút một cho tới khi nó nát vụn. Vậy mà anh vẫn còn ôm một tia hy vọng, chỉ vì câu nói ấy của cô, Bách Ngạn, em yêu anh mất rồi phải làm sao đây có trời biết khi nghe thấy cô nũng nịu nói câu này cuộc đời anh đã ấm áp như mùa xuân về ánh mắt cô lạnh tới nỗi khiến cơn đau trong anh lại cuộn trào anh một lần nữa bỏ mặc mọi đau đớn nhẫn nhịn cảm giác tan nát do dự không dám hỏi cô một câu em đã uống thuốc chưa lần đầu tiên anh chấp nhận là một con đà điểu vùi đầu xuống đất không dám đối mặt với đau khổ anh không dám hỏi chỉ mong mọi việc không tệ đến thế chỉ mong tất cả đều nằm trong dự liệu của anh nằm trong kiểm soát của anh vì từ lâu anh đã không quen tiếp nhận những con người hay những việc ngoài tầm kiểm soát thế nhưng tố diệp thật sự biến thành đao phủ không những dùng dao đâm thẳng vào tim anh mà còn giết chết con của anh máu đầm đìa chảy trước mặt anh hoàn toàn đánh đầu mọi sự tự tin và kiêu ngạo anh không hiểu thật sự không hiểu tại sao cô có thể tàn nhẫn như vậy bầu không khí trong phòng bệnh mỏng manh đến ngạt thở chính là một áp lực khổng lồ toát ra từ người niên bách ngạn như một tảng đá đè nặng lên người cô Tố Diệp khó nhọc khom lưng, nhặt chiếc khay lên, chậm chậm đi tới trước mặt anh, mặc cho nỗi đau như dao cứa vào tim, nhẹ nhàng nhét nó vào trong túi áo anh. Cô cong môi cười khẽ, rồi nói rành giọt từng từ, vì chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể trả hết nợ nần. Một sự phẫn nộ đổ sập xuống người Niên Bách Ngạn. Anh bất ngờ giơ tay ra, bàn tay lạnh ngắt bóp chặt lấy cổ Tố Diệp. Người con gái trước mặt quá xinh đẹp bỗng chốc, trong mắt anh trở thành một diện mạo tàn độc. Giây phút này anh thật sự chỉ muốn giết chết cô. Tố Diệp, em to gan thật anh nghiến răng ken két tố diệp không rằng co cô để mặc cho anh bóc cổ mình cô cảm nhận được tức giận của anh bàn tay ấy không còn dịu dàng nó giờ như cái kìm sắt kẹp sâu vào cổ cô cô cảm nhận được huyết quản trong động mạch vì không thể lưu thông mà đang nhảy nhót om sòm cô không thở được chỉ có thể ngẩng đầu đối mặt với gương mặt anh tuấn mà hung dữ ấy tay cô buông thõng bất lực một tay kia nắm chặt từ đầu tới cuối anh không hề hay biết cũng chưa chú ý tới bàn tay này của cô nó vẫn luôn nắm chặt từ lúc cô thiếp đi tới khi bừng tỉnh giấc, rồi lại đi từ nhà vệ sinh ra. Bàn tay niên bách ngạn gần như muốn bẻ gãy cổ cô. Cô như một con dê sắp bị giết thịt, yên lặng đón đợi khoảnh khắc cái chết đến với mình. Bàn tay nắm chặt trở nên lạnh lẽo. Viên thuốc nhỏ xíu cũng đã bị những giọt mồ hôi giá lạnh trong lòng bàn tay cô thấm ướt từ lâu. Nó tan ra, giờ đã trở thành một chất bột không thành hình, dính chặt vào tay cô. Có phải vì cái chết sắp cận kề? nên cô mới có thể cảm nhận được rõ ràng bột thuốc vẫn chưa khô hô hấp mỗi lúc một khó khăn tai cô vẫn có thể nghe được tiếng trái tim nhảy hỗn loạn trong lồng ngực như đang muốn vượt ngục ra ngoài những khung cảnh trong đầu cũng lướt nhanh qua không thể kiểm soát cuối cùng dừng lại vào một buổi chiều âm u nào đó trong văn phòng của bác sĩ cảnh tượng đó đáng sợ tới nỗi dù sau này có xuống suối vàng đi qua đài vọng hương uống canh mạnh bà cô cũng không thể nào quên cô mệt mỏi ngồi đối diện với bác sĩ nhìn hai con số trên tờ giấy một là progesterone và HCG. Cô Jun Jun hỏi bác sĩ, tại sao chỉ số của lần kiểm tra này lại sấp xỉ lần trước vậy ạ? Không có chỉ số nào tăng lên sao? Là một trong những loại hormone kích thích và điều hòa nhiều chức năng của cơ thể. Progesterone có vai trò trong việc duy trì thai kỳ. Loại hormone này được tạo ra chủ yếu từ buồng trứng, nhau thai trong giai đoạn mang thai và tuyến thượng thận. Nó giúp cho cơ thể chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho sự thụ thai và mang thai, và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng nó cũng đóng vai trò trong ham muốn tình dục. HCG là chữ viết tắt của human cho ionic gonadotropin, nội tiết tố HCG, một loại hóc môn đặc biệt quan trọng, chỉ được tiết ra khi người phụ nữ mang thai. Nội tiết tố HCG là loại hóc môn tạo ra các dấu hiệu của việc mang thai, như ngực căng, nhạy cảm, buồn nôn v, v, tất cả các triệu chứng này xuất hiện là do nội tiết tố HCG đang cao dần lên trong cơ thể. Rõ ràng cô đã tra cứu những tài liệu liên quan. Trong sách nói, HCG trong vòng 48 tiếng đồng hồ sẽ tăng gấp đôi, điều này chứng tỏ thai nhi đang phát triển. Cô biết tâm trạng của thai phụ sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của bào thai, thế nên cô luôn kìm chế cảm xúc của mình, đè nén mọi sự bi thương trong lòng. Nhưng cô vẫn không yên tâm nên mới tới bệnh viện kiểm tra. Nhưng tại sao lại như vậy? Bác sĩ rất khó xử, đó là nét mặt cô sợ nhìn thấy nhất. Bác sĩ nói với cô, tình hình rất không lạc quan, có hiện tượng xảy thai tự nhiên. Cô không tin, Bác sĩ đề nghị cô giữ gìn cái thai, rồi bảo cô qua hai ngày nữa tới kiểm tra xem sao. Cô vô cùng sốt ruột. Khi cô tới bệnh viện một lần nữa, lấy máu xét nghiệm, bác sĩ đã cho cô một tờ thông báo chết chóc. Tới tận bây giờ, bên tai cô vẫn còn văng vẳng câu nói của bác sĩ, xin lỗi cô tố. Cả chỉ số progesterone và HCG của cô trong mấy giờ nay đều không tăng một chút nào. Thế là sao? Cô nghe thấy tiếng răng mình va lập cập vào nhau. Đứa trẻ này, cô chưa chắc đã giữ được. Bác sĩ thở dài. Bác sĩ, tôi cầu xin anh, bằng mọi giá phải bảo vệ được con tôi. Bác sĩ càng không biết nói sao, tôi chỉ có thể kê cho cô một số loại thuốc tránh sảy thai. Nhưng cứ tình hình này thì khả năng cô bị sảy thai quá lớn, như vậy rất nguy hiểm. Tôi mặc kệ, bất luận thế nào tôi cũng phải giữ lại con tôi. Nhưng từ những chỉ số trước và sau kiểm tra, con của cô đã, bác sĩ ấp úng, thế nên khi việc mang thai dừng lại phải nhanh chóng lấy phôi thai ra, nếu không sẽ dễ bị viêm. Lúc đó, cô mới biết cái gì gọi là tuyệt vọng thực sự. Kể cả khi cô biết tình yêu của mình chẳng qua chỉ là một trò đùa, dù cô có thương tích đầy mình, trong lòng vẫn còn một ngọn lửa nhỏ nhoi leo lắt cháy. Đó chính là đứa bé này. Bất luận cô có không muốn thừa nhận nhiên bách ngạn thế nào, cũng phải chấp nhận sự thật mình đã mang thai con của anh. Trên đời này có bao nhiêu người qua lại bên cạnh cô như vậy, ông trời đã lấy đi hết người này tới người khác. Con của cô, một đứa trẻ bé bỏng như thế tại sao cũng không tránh khỏi vận hạn cô hiểu những lời cuối cùng bác sĩ chưa nói hết các chỉ số đã ngừng tăng lên cũng tức là bào thai đã không còn sống nữa cũng có nghĩa đứa bé này bất kỳ lúc nào cũng có thể biến mất khỏi cơ thể cô tôi chỉ muốn bảo vệ nó lẽ nào cũng khó vậy sao bây giờ y học phát triển như vậy mà tôi bác sĩ cô như người chết đuối mọi cảm giác tuyệt vọng đuối sức bọc chặt lấy cơ thể nước mắt lã chã tuôn rơi xuống mặt bàn mà cô không thể nào kìm nén được cô có hơi cưỡng ép làm khó người khác một cách vô lý nhưng cô chỉ có thể ký gửi toàn bộ hy vọng của mình vào bác sĩ mà thôi. Dù cho lúc này bác chỉ cần nói với cô rằng con của cô vẫn còn cơ hội giữ lại. Bác sĩ im lặng một lúc, chân thành trả lời cô, gây ra tình trạng này, một là có thể liên quan tới sự thay đổi tâm trạng gần đây của cô, thứ hai, rất có thể liên quan tới bản thân cơ thể cô. Cô Tố, có một chuyện tôi bắt buộc phải nhắc nhở cô. Từ phim chụp này có thể thấy, thành tử cung của cô rất mỏng. Tôi không hiểu, điều này có ý nghĩa gì? Bác sĩ nhìn cô, ánh mắt nặng nề, có nghĩa là thể chất của cô không thích hợp với việc mang thai, vì thành tử cung của cô quá mỏng, dù có thụ thai cũng không thể chịu đựng được trọng lượng mỗi ngày một nặng của thai nhi. Tới khi thai nhi được 6, 7 tháng, rất có thể sẽ khiến tử cung bị rách, cực kỳ nguy hiểm. Trên lâm sàng đã từng có loại bệnh án này, tử cung một khi bị rách, để máu chảy ồ ạt sẽ khiến nguy cơ tử vong của người mẹ tăng cao. Ý của bác sĩ là, cả người cô run lên. Bác sĩ nhìn cô, nhẹ nhàng nói, nếu cô thật sự muốn có con, tôi khuyên cô nên nhận con nuôi, vì cơ thể của cô nếu mang thai sẽ rất nguy hiểm. Một là đứa trẻ có thể sẽ phải sinh sớm, cấp cứu không kịp. Hai là người mẹ cũng có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Tình trạng của cô một khi mang thai cần nằm viện quan sát. Một khi xuất hiện triệu chứng gì không ổn phải dừng mang thai ngay lập tức. Thế nên cô tố, trên đời này không có người phụ nữ nào không muốn làm mẹ, nhưng cô thì, cô không biết mình đã đi ra khỏi bệnh viện bằng cách nào chỉ còn nhớ hôm đó gió thổi rất lớn như từng mũi dao quét qua mặt cô gò má cô đau đớn nỗi đau ấy rẽ ngoặt đập vào bụng cô không ngừng nhắc cho cô nhớ một sự thật đứa bé đã rời xa cô cũng là nhắc nhở cô sau này cơ hội được làm mẹ vô cùng mong manh cô từ chối lời khuyên của bác sĩ nắm chặt vì thuốc chống sảy thai trong tay để tự lừa mình cô đang kỳ vọng một khoảnh khắc nào đó những con số đại diện cho sinh mạng khỏe khoắn của đứa bé sẽ lại tăng lên gấp bội rồi bác sĩ sẽ nói với cô rằng cô tố kết quả kiểm tra trước đây của chúng tôi có chút nhầm lẫn con của cô rất khỏe mạnh đúng thế tại sao con của cô không được bình an nhưng ngày từng ngày trôi qua bụng cô lại càng đau thêm cho tới khi đến hàng châu cơ thể xuất hiện triệu chứng xuất huyết thì cô không thể không đối mặt với một thực tế dù cô có nỗ lực bao nhiêu dù cô có thành tâm cầu khấn thế nào cô cũng đã không có duyên phận với đứa bé này dưới chân phật tổ trước mặt quan âm bồ tát cô đã ngẩng đầu nhìn lên bức tượng cao cao Cô rất muốn hỏi họ một câu, tại sao phải cướp con của tôi đi? Các người có biết đứa bé này là cách duy nhất để tôi nhớ Niên Bách Ngạn không? Cô hận Niên Bách Ngạn, hận anh nói ra câu không yêu, nhẹ nhàng như vậy, hận anh sau khi cho cô những lời hứa hẹn ngọt ngào, khoác lên tình yêu một lớp áo đẹp đẽ lại tàn nhẫn rời đi. Hận anh rõ ràng đã không yêu còn giả vờ tình cảm, tiếp tục diễn trò với cô. Cô yêu Niên Bách Ngạn bao nhiêu thì cũng hận anh bấy nhiêu. Khoảng thời gian này cô luôn sống trong dằn vặt, trong lòng luôn có hai tiếng nói tranh cãi đánh lộn với nhau mỗi ngày cô đều trải qua trong tiểu tụy và mỏi mệt mỗi ngày cô đều suy nghĩ rốt cuộc anh yêu hay không yêu nhưng rõ ràng cô căm hận anh như thế lại không thể nào từ bỏ được cô nói chuyện lạnh lùng với anh chỉ càng khiến trái tim đau nhói thì ra người cô trừng phạt chưa bao giờ là anh mà chính là bản thân mình khi nụ hôn của anh vẫn ấm áp như bao lần tố diệp mới phát hiện ra một chuyện nực cười cô vốn không thể không yêu người đàn ông này dù anh có tàn nhẫn thế nào khiến cô tuyệt vọng ra sao cô vẫn không thể dứt khoát quay lưng với anh được vậy thì cô có thể mãi mãi để anh trong lòng mình giữ anh trong giấc mơ được chứ dẫu rằng mai sau chỉ có thể làm hai người xa lạ thế nhưng vào giây phút tới hàng châu nhìn thấy dấu máu tình yêu của cô dành cho anh một lần nữa hóa thành thù hận nhất là khi cô dập đầu hết lần này tới lần khác chính tay mình cầu siêu cho con thì nỗi hận dành cho niên bách ngạn đã đạt tới cực điểm dựa vào đâu dựa vào đâu niềm vui của cô cũng là do anh mà nỗi buồn cũng chỉ vì anh nếu không gặp anh không yêu anh hôm nay cô đã chẳng đau khổ thế này cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh vừa có được niềm vui làm mẹ đã ngã xuống vực sâu muôn trượng cô còn biết đối mặt với anh thế nào đây cho dù cô có thể tự lừa mình lừa người rằng thật ra anh ấy vẫn yêu mày thì cô có tư cách gì biết lấy gì để duy trì một mối quan hệ sau này mãi mãi không thể hoàn chỉnh và hạnh phúc thì ra trên đời này thật sự định trước sẽ có một loại người cô ấy có thể giúp đỡ tất cả mọi người hóa giải cái bóng đè nặng lên lòng mình có thể lợi dụng giấc mơ để giúp tất cả mọi người quét sạch mọi trở ngại để cuộc đời họ được hạnh phúc và khỏe mạnh duy chỉ không thể ban cho chính mình một giấc mộng đẹp cô chính là loại người ấy thế nên cô căm hận đứa bé đã sốt ruột muốn rời khỏi cơ thể mỗi giây một phút cô đều có thể cảm nhận được điều đó một cách mãnh liệt vì thế cô lựa chọn tới bệnh viện cô không nhẫn tâm bắt con mình tới tận giây phút cuối cùng còn phải chịu đựng những mũi dao mổ giá lạnh nó yên lặng như thế đã chẳng còn chút thanh âm nào nữa cô sợ khi dao kéo sượt qua cơ thể trong mơ nó sẽ khóc và nói với cô rằng mẹ ơi con đau lắm đúng thế cô không thể để nó phải chịu đau đớn nó là cốt nhục của cô quan trọng như vị trí của cô trong lòng mẹ vậy cô đã lựa chọn uống thuốc cách này cũng sẽ đau nhưng đau trên người cô cô muốn dùng cách đau đớn để chứng minh đứa trẻ này đã từng tồn tại trong cơ thể cô muốn một lần cuối cùng được cảm nhận cảm giác có được nó nhưng cuối cùng ông trời vẫn trừng phạt cô cô còn chưa kịp nuốt viên thuốc đó còn chưa kịp cảm nhận lần cuối sự tồn tại của đứa bé nó đã im lặng rời khỏi cơ thể cô đau đớn tột cùng chỉ còn lại chút hơi tàn thoi thóp nằm trên giường chảy nước mắt cô biết mình không giữ được nó mình đã để mất con rồi cô không biết mình đã vào nhà vệ sinh rửa sạch vết máu như thế nào cũng không biết mình đã nhìn nó nằm trong vũng máu như thế nào cuối cùng cô đặt hình hài nhỏ bé của nó vào trong khay quan sát đã được bệnh viện chuẩn bị từ trước bàn tay cô dính đầy máu máu của con nó đẹp như thế cô đã tưởng tượng đó sẽ là một bé gái tưởng tượng cảnh chính tay mình mặc cho nó những bộ quần áo đẹp nhất vậy thì bây giờ con yêu cũng đẹp rồi vì con đã có một lớp áo thủy tinh trong suốt yên lặng bảo vệ con để con không phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa nhưng tại sao anh lại tìm đến đây tại sao phải chứng kiến bộ dạng thảm thương mất hết hy vọng vào cuộc đời của cô anh còn muốn thế nào nữa nếu đã như vậy một người đã đứng bên bờ vực thẳm như cô tại sao không kéo anh theo để cả hai cùng vùi xác nơi sâu thẳm. Bàn tay của Niên Bách Ngạn khiến cô liên tưởng tới bàn tay của thần chết. Hô hấp của cô càng ngày càng khó khăn, dưỡng khí tràn được vào phổi ít đến đáng thương. Cả ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Đây là cảm giác khi đối mặt với cái chết sao, cô trở nên lặng thinh, cả người như một con búp bê rách nát không còn sức phản kháng, để mặc cho Niên Bách Ngạn đưa cô tới địa ngục. Người đàn ông trên đỉnh đầu đang phẫn nộ gào thét, hỏi cô tại sao lại làm vậy? Cô có quyền gì làm như vậy? bờ môi cô hé mở nhưng không còn sức thốt lên bất kỳ lời nào nữa. Những khung cảnh trong đầu xếp chồng lên nhau, vùn vụt lướt qua, rõ nét và chân thực. Cô nhìn thấy người đàn bà tên Nguyễn Tuyết Mạn đó tới nhà tranh cãi với mẹ, chỉ vào mũi mắng mẹ là đồ hồ ly tinh, một con hồ ly tinh vô liêm sỉ. Cô nhìn thấy mình ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, cười đùa vui vẻ, hạnh phúc thét gọi, còn bố mẹ cô cũng giống như bố mẹ của những đứa trẻ khác đứng đó, mỉm cười nhìn cô, trong mắt họ chỉ có mình cô cô nhìn thấy mình khi nhỏ đứng trước cửa nhà hàng xóm gào khóc mãi không chịu đi bướng bình đứng nhìn con ngựa gỗ nhỏ màu đỏ ấy mặc cho bố mẹ khuyên bảo thế nào cũng không được sau đó cô nhìn thấy bố đã đích thân tới gõ cửa nhà đó rồi cô lại nhìn thấy người hàng xóm đó khó xử lắc đầu cô nhìn thấy một con ngõ rất dài lại sâu và tối phía trước có một chiếc đèn lồng lắt léo có một bé trai dắt tay một bé gái liều mạng bỏ chạy phía sau có một đám người đang dốc sức đuổi theo cô nhìn thấy mình lấy hết dũng khí đi tới nhà họ diệp kiễng chân cô ấn vào chiếc chuông cửa tiếc rằng cô quá thấp nên chỉ còn biết đập cửa đập cửa liên hồi con của người đàn bà đó đi ra nhìn cô bằng gương mặt ghét bỏ như nhìn một đứa ăn mày tới cửa xin cơm cô ta nói với cô rằng bố cô sẽ không tới gặp mẹ cô cô nhìn thấy mẹ mình nằm trên giường bệnh cuối cùng im lặng dựa vào bờ vai bé nhỏ của cô mẹ còn chưa kịp nói với cô câu chúc mừng sinh nhật đã nhắm chặt mắt lại rồi cô lại nhìn thấy niên bách ngạn một niên Bách Ngạn đứng dưới nắng mai, một niên Bách Ngạn đứng trong đêm tối. Dù ở đâu anh vẫn cao lớn, mạnh mẽ như thế, vẫn khiến cô quyến luyến không rời, 30 năm cuộc đời như một bộ phim diễn lại trong đầu cô trước khi cái chết đến gần. Cô mệt rồi, thế nên khi dưỡng khí trên não mỗi lúc một cạn kiệt, khi ý thức của cô chỉ còn lại một giây mong manh cuối cùng, cô thốt lên một câu đầy khó khăn, "Nghiên Bách Ngạn, anh, giết chết tôi đi." Chết biết đâu lại là một sự giải thoát. Trước mắt đen tối một màu trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức, có một giọng nói gấp gáp vọng tới, phẫn nộ và nôn nóng, nhiên bách ngạn. Anh điên rồi sao? Cô nhắm mắt lại, chìm xuống vực sâu tối tăm, mù mịt để rũ bỏ tất cả khổ đau. Quyển 9 chương 406, tự tôi sẽ giải quyết chuyện của mình. Ác à khi rơi vào tình cảnh hỗn loạn, mỗi người lại lựa chọn cho mình một cách thức ứng phó khác nhau. Có người sẽ tích cực đối mặt, dĩ bất biến ứng vạn biến. Có người đi theo chủ nghĩa thuận theo tự nhiên, nước chảy bèo trôi, có người lại lựa chọn cách hoảng hốt bỏ chạy. Kiểu người này trong thực tế nhiều vô số kể, tồn tại thành đàn như loài chim di cư. Diệp Lan chính là một số đó. Cô đáp chuyến bay tới Vân Nam ngay vào lúc nhà họ Diệp rối loạn nhất. Không phải cô nhẫn tâm mà cô cũng đành bó tay. Cô không biết làm sao để giải quyết những vấn đề trước mắt. Những chuyện của Tinh Thạch, đối với một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, như cô thực sự quá nan giải. Cô không được kiên cường, nghị lực không gì đánh đổ được như tố diệp cũng không, cũng không có được sự tự tin để bày mưu tính kế như Niên Bách Ngạn. Thế nên cô chỉ có thể nắm chắc những gì mình có thể nắm trong tay. Đi Vân Nam tìm Tố Khải, khi tới thành phố Mang đã là hơn 6 giờ tối, xe tuyến đi tới Thụy Lệ cũng đã dừng chờ khách, mới sáng sớm mai mới có. Cô vốn định thuê xe đi thẳng tới Thụy Lệ, nhưng lại sợ một vùng đất Vân Nam khoác ngoài một chiếc áo rực rỡ, thực chất mang trong mình những nguy hiểm không thể dự báo. Cô lại đơn độc một mình, đi gấp trong đêm không biết sẽ xảy ra những chuyện gì bất đắc dĩ cô chỉ có thể nghỉ lại thành phố mang một đêm thành phố mang một thành phố nhỏ nằm sát biên giới điền tây giống hệt như trong sách đã giới thiệu yên bình và thanh tịnh ung dung tồn tại giữa đất trời thành phố mang dưới chân cô không rách dưới tả tơi và lộn xộn quá mức như trong tưởng tượng ngược lại không khí dân tộc ở đây vô cùng nồng hậu đến cả thiết kế của sân bay cũng lấy khổng tước làm chủ đề chính nghe nói cddh tagotama năm xưa đi qua đây là lúc trời vừa sáng nên đã đặt tên thành phố này là Mang, trong tiếng Thái có nghĩa là bình minh. Siddhartha Tha Gautama, tên phiên âm tiếng Phạn là Tất Đạt Đa Cổ Đàm, là vị Phật lịch sử có thật trong quá khứ được xác nhận là có tồn tại tên là Thích Ca Mâu Ni, người sáng lập Phật giáo. Ngài cũng còn được gọi là Phật Tổ Như Lai. Tất Đạt Đa có nghĩa là người đã hoàn tất ý nghĩa cuộc sống. Nơi đây thiếu đi cái rét mướt của phương Bắc. Vì mặt trời lặn khá muộn, nên Diệp Lan đang đi tìm kiếm nhà trọ mình đã đặt trên mạng. Phía chân trời, vẫn còn chút dáng chiều ấm áp đổ nghiêng xuống con đường đá xanh dài tít tắp. Đi ngang qua thành phố này, chỉ cần ngừng đầu là cô có thể nhìn thấy một kim tự tháp đứng lặng trên đỉnh núi. Khi dáng chiều đổ bóng, tòa tháp đó tỏa ánh vàng ra khắp nơi, nhưng ánh sáng của Phật Pháp phổ chiếu nhân gian. Sau này cô có hỏi ông chủ nhà trọ. Ông chủ tươi cười nói với cô, đó là đại kim tự tháp mãnh hoán ở đây, tọa lạc tại đỉnh núi Lôi Nha Nhượng ở phía đông nam thành phố Mang, ở độ cao 1079, 6 mét so với mực nước biển du khách muốn vào thăm tháp đều phải cởi giày. Diệp Lan quyết định trước khi rời khỏi nơi đây sẽ nhập gia tùy tục một lần. Cô không theo tín ngưỡng tôn giáo nào, nhưng ở một vùng đất ngập tràn tín ngưỡng như thế này, cô muốn được cầu bình an cho Tố Khải. Ngày hôm sau, cô tạm biệt ông chủ nhà trọ, từ thành phố mang đáp xe tới Đằng Sung, rồi lại đi hơn 3 tiếng đồng hồ nữa để tới một thủy lệ, nơi cũng có một con sông ngăn cách như Myanmar. Sông Thụy Lệ nằm ở tỉnh Vân Nam, tiếng Thái xưa, gọi là sông Nam Mão, có nghĩa là con sông sương mù. Thời nguyên gọi là sông Lộc Xuyên, đời thanh gọi là sông Long Xuyên, hay còn có tên khác là Thụy Lệ. Con sông này tưới tiêu cho hàng triệu hecta ruộng đất của hai nước Trung Quốc và Myanmar, nuôi sống cả triệu người dân. Dòng sông nơi đây hiền hòa, trong veo, phong cảnh tuyệt đẹp. Đây chính là nơi Tố Khải đang ở. Anh đã từng sống một thời gian rất dài ở Đặng Sung và Hòa Thuận, giờ lại tới Thụy Lệ. Nhìn dòng sông Thụy Lệ trước mặt, Diệp Lan thầm nghĩ không biết Tố Khải có từng dừng bước tại đây giống như cô không. Thụy Lệ không như thành phố mang, giữa hai bên bãi bồi, trong thôn trang, thậm chí ngay cả dọc hai bên đường đều trồng rất nhiều cây đa. Có thể chỉ là một cây duy nhất, có thể là nối nhau thành hàng. Có lẽ đó chính là nét đặc sắc lớn nhất của nơi đây. Cô từng nghe Tố Khải kể về vùng đất này, cũng nghe nói Nhiên Bách Ngạn đã từng nhắc tới nơi đây. Tinh thạch lấy kim cương làm thứ yếu, từ việc thu thập nguyên liệu cho tới độc lập thiết kế ra hàng, đều có những con đường tiểu ngạch cố định. Kim cương chỉ là sản phẩm chủ yếu để làm ra trang sức trong công nghệ khảm nạm không thể chỉ dùng một mình kim cương để thành phẩm bên trong còn phải có thêm rất nhiều vật liệu phụ trợ như vàng bạc đá quý chân trâu còn niên bách ngạn nhắc tới thụy lệ là vì ở đây thịnh hành giao dịch phỉ thúy đánh cược đá chính là nét văn hóa của thụy lệ đã có nguồn gốc từ rất lâu đời đúng như câu được ăn cả ngã về không thắng làm vua thua làm giặc vì niên bách ngạn luôn có những yêu cầu rất nghiêm khắc đối với tất cả các vật liệu được thu thập nên để có được loại phỉ thúy tốt nhất nghe nói anh cũng đã từng đích thân tới thụy lệ vậy thì đương nhiên cũng đã từng cược đá phỉ thúy không giống với các loại đá quý khác trong quá trình khai thác nó xuất hiện trước mắt mọi người hoàn toàn dưới hình dạng của một viên đá thô muốn biết được chữ lượng trong viên đá thô ấy chỉ còn cách cắt ra nhìn ánh sáng mới có thể chắc chắn đây là một ván cờ đánh cược bằng trí tuệ và kinh nghiệm của hai bên mua và bán là sự thể hiện đột phá của lòng gan dạ và phán đoán cô nghe nói từ rất lâu rồi nhiên bách ngạn đích thực đã cược đá thành công tại đây khi cắt viên đá thô ra, chữ lượng phỉ thúy bên trong cực tốt. Anh đã đem viên phỉ thúy đó thiết kế lên một sợi dây chuyền kim cương, sợi dây chuyền đó mới bán được với giá cao, thành công thúc đẩy thị trường của tinh thạch trong nước. Đương nhiên, cô chẳng có hứng thú gì với việc cược đá, càng chẳng động lòng trước những miếng phỉ thủy đắt đỏ ấy. Cô chỉ muốn tìm được Tố Khải tại thành phố này, nơi cuối cùng anh nói với cô. Cô có thể cảm nhận được anh đang ở tại Thụy Lệ. Đúng lúc khói bếp nghi ngút nơi các thôn trang, mùi thơm của củi lừa nhẹ nhàng len vào mũi có một đứa trẻ chạy sượt qua cô lẩm bẩm một thứ tiếng mà cô nghe hoàn toàn không hiểu hoàn toàn không hề tỏ ra tò mò với một người từ nơi khác tới như cô cũng khó trách thị trấn nhỏ nằm ở biên giới này không thiếu những người ngoại lai con đường đá vang lên những tiếng lộp cộp theo từng bước chân cô cũng may cô đi giày đế bằng nếu vẫn diện váy ngắn với giày cao gót như bình thường đi làm thì chắc chắn chết mệt khi rời nơi người ở cô lích nhìn thấy một chiếc xe Chiếc xe ấy từ đầu tới cuối vẫn đi theo cô như một linh hồn. Cô đột ngột dừng bước, nó cũng đi chậm lại. Tim Diệp Lan đập thình thịch, dâng lên một dự cảm chẳng lành, cô lập tức giảo bước nhanh hơn. Cô nghe rõ tiếng bánh xe lăn qua đá sỏi, vô cùng chói tai. Thế là, cô chuyển ngay sang chạy. Chiếc xe phía sau cũng tăng tốc, lái về phía cô, cho tới khi nó bất ngờ dừng lại trước mặt cô. Á! À, Diệp Lan sợ hãi, kêu lên thất thanh, còn chưa kịp định thần nhìn chiếc xe đó. Chân cô đã bị trẹo, lập tức ngã ngồi xuống dưới chân. Rất nhanh, cửa xe được mở ra, có mấy người từ trên xe nhảy xuống, vô cảm đi về phía cô. Cô trợn tròn hai mắt, hoảng sợ kêu lên, cố gắng đứng dậy để chạy trốn. Ai ngờ mấy người đàn ông bước tới túm cô lên, nhẹ nhàng như chim ưng bắt gà con rồi đưa cô lên xe. Tiếng gào thất thanh của Diệp Lan cũng bị ngắt quãng sau khi tiếng đóng cửa xe cái rầm vang lên. Chiếc xe đi mất, chỉ còn lại một đôi giày của cô trơ trọi nằm bên con đường đá trời sáng rồi. Nắng mai cố thò đầu ra với vẻ khó khăn, giống như một đứa trẻ mới chào đời, cố gắng đón chào một ngày hoàn toàn mới. Chỉ tiếc là Tố Diệp không có cái phúc ấy. Thế nên cô chỉ có thể ngẩng đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ sát sàn, lặng lẽ ngắm nhìn chút nắng nhạt nhòa mới ló ra từ phía đường chân trời. Khi cô vừa mới có lại ý thức, phản ứng đầu tiên là mình đã chết rồi. Nếu không xung quanh sao chỉ giặt một màu trắng xóa, có tiếng suối nhẹ nhàng chảy qua, yếu ớt xoay vần bên tai cô, trong hô hấp có mùi dày da và mùi gỗ tùng nhạt nhòa. Có chút thân quen, lại có chút xa lạ. Cổ họng cô rất đau. Cô vô thức đưa tay lên chạm vào nó. Cổ cô đau rát như phải bỏng. Cô nhớ lại cảnh tượng cuối cùng trước khi mình hôn mê. Nghiên bách ngạn lạnh lùng bóp cổ cô. Sự phẫn nộ trong ánh mắt gần như muốn nghiền nát xương cốt cô thành cho bụi. Cô tin chắc rằng, anh đích thực rất muốn giết cô. Sau đó, khi cửa phòng được đẩy ra, bóng hình quen thuộc của kỳ đông nham đập vào mắt, cô mới nhớ lại thì ra tiếng hét trong phòng bệnh ở Hàng Châu chính là của Kỳ Đông Nham. Anh ấy nói đây là nhà mình. Giờ cô đã trở về Bắc Kinh rồi. Tố Diệp không còn nhớ nổi Kỳ Đông Nham đã đưa mình trở lại Bắc Kinh như thế nào, cũng chẳng biết anh ấy đã đưa cô tránh khỏi nhiên bách ngạn ra sao. Cô rơi xuống một nơi tối đen như mực, vô cùng vô tận. Khi tỉnh dậy thì đã nằm trong căn phòng được thiết kế chỉ một màu trắng này. Cô chưa từng tới nhà của Kỳ Đông Nham, cũng không biết thì ra nhà anh ấy lại sạch sẽ đến kinh người. Palm Springs, khu căn hộ quốc tế cao cấp, mà cô đã từng bắt gặp không biết bao lần khi đi qua cầu trường hồng phía bắc nằm bên cạnh phủ quận vương phía nam giáp với công viên khăn quảng đỏ cô không ngờ là kỳ đông nham lại sống ở đây không quá xa căn nhà của niên bách ngạn tại san Litoon. cô tựa trước cửa sổ trên chân còn đặt cuốn nhật ký diệp hạc phong để lại nhìn ra vườn hoa tuyệt sắc bên ngoài bằng ánh mắt đờ đẫn ban mai trong lành làm vui lòng người nhưng cô chỉ cảm thấy bi thương ánh nắng mùa đông dù có ấm áp nhường nào vẫn mang theo giá rét có tiếng gõ cửa cô không có động tĩnh gì tiếng mở cửa rất khẽ sau đó có tiếng bước chân tới gần tất cả đều quá yên tĩnh thế nên cô rất muốn nói với người đàn ông sau lưng rằng cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao anh lại thích náo nhiệt đến thế rồi vì nhà của anh quá yên tĩnh nhưng tiếng nói ấy dính chặt nơi cổ họng không thể thốt ra dù chỉ một câu ăn chút gì đi thanh âm của kỳ đông nham rất ôn hòa tố diệp không đói không cảm thấy đói một chút nào cô chỉ muốn về nhà muốn rời khỏi chỗ này nhưng cô phải đi đâu đây thấy cô không nhúc nhích kỳ đông nham thở dài ngồi xuống bên cạnh cô cùng cô nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ rất lâu sau ánh mắt anh mới dừng lại trên gương mặt cô anh giơ tay khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trước chán cô ra sau tai rồi nói bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi nhiều giờ sức khỏe em đang rất yếu người cô chợt run lên kỳ đông nham cầm lòng không đặng giơ tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng nắng hắt vào phòng kéo dài bóng hai con người rồi cứ như thế bình yên chồng lên nhau khoảng mười mấy phút trôi qua tố diệp mới lên tiếng giọng nói khàn khàn đưa tôi về nhà cậu đi tôi không sao rồi kỳ đông nham làm việc rất chu toàn nghe nói trên đường về bắc kinh đã gọi điện cho cậu với thể chất khi còn ở bệnh viện có đánh chết cô cũng không quay về nhà cậu cô thích chia sẻ niềm vui với người khác nhưng không có thói quen san sẻ nỗi buồn từ khi mẹ qua đời là cô đã hiểu ra đau khổ càng ít người chịu đựng càng tốt hà cớ gì phải kéo theo người khác với chuỗi bi kịch của mình. Kỳ Đông Nham nghe xong, lập tức phản đối, không được. Giờ em đi anh không yên tâm. Tôi không sao thật mà. Tố Diệp khẽ nhấn mạnh. Kỳ Đông Nham vẫn không đồng ý. Vậy anh cũng phải đi làm chứ. Kỳ Đông Nham nhìn cô, cười khẽ. Giờ anh và Niên Bách Ngạn đang cầm cự cuộc chiến lâu dài, gã điên đó. Tim Tố Diệp chợt hồi hộp. Tiểu Diệp. Kỳ Đông Nham buông cô ra, giờ tay đặt nhẹ lên bờ vai cô, ánh mắt dịu dàng mà xót xa, cho dù em có không muốn liên lụy anh đến thế nào cũng đã muộn rồi thế nên em cứ an tâm ở lại đây khi nào hồi phục được kha khá hãng đi anh cũng không cản trong mắt anh là vết bầm tím vẫn còn nguyên trên cổ cô vết thương kinh hoàng không khó nhận ra lúc đó nhiên bách ngạn giận đến mức nào anh không dám tưởng tượng nếu lúc ấy mình tới muộn một phút thì liệu tố diệp có bị hắn ta bóp chết hay không khi anh xông vào phòng còn tưởng mình vừa nhìn thấy một ác ma đôi mắt nhiên bách ngạn băng giá đến kinh người còn tố diệp thì như một đóa hoa sắp tàn trong tay hắn ta, im lặng, không còn chi giác. Lúc đó người thông báo cho anh là Niên Bách Tiêu. Niên Bách Tiêu như dự cảm thấy điều gì bèn gọi điện cho anh, nói rằng Niên Bách Ngạn đã vội tới Hàng Châu. Ở Hàng Châu, muốn tìm Tố Diệp thì hơi khó khăn một chút, nhưng muốn nghe ngóng tung tích của Niên Bách Ngạn thì dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, anh vẫn tới muộn. Anh hoàn toàn không thể ngờ Niên Bách Ngạn lại suýt nữa bóp chết Tố Diệp. Lúc đó cả một đám bác sĩ và y tá xông tới, Người y tá bị Nhiên Bách Ngạn dọa cho chạy biến còn báo cả cảnh sát, cảnh sát cũng kịp thời tới hiện trường. Khi Tố Diệp mềm oặt người, hoàn toàn ngất đi trong lòng anh, cảnh sát đã dẫn Nhiên Bách Ngạn đi. Anh mãi mãi sẽ nhớ ánh mắt Nhiên Bách Ngạn nhìn anh trước khi rời đi. Nó như một lưỡi dao sắc bén, chỉ muốn đâm thẳng vào trái tim anh. Nhiên Bách Ngạn bị cảnh sát đưa về đồn thẩm vấn. Kỳ Đông Nham biết chắc với quan hệ của anh ta, chẳng mấy chốc là sẽ được thả ra. Anh đã hỏi qua bác sĩ nắm được đại khái tình hình, bèn vội vã đưa Tố Diệp rời khỏi Hàng Châu. Khi về tới Bắc Kinh, sức khỏe của Tố Diệp rất tệ. Cô cứ mê mệt không tỉnh, sau đó lại sốt cao không hạ, còn nói mê, khóc lóc trong mơ. Anh bèn mời bác sĩ gia đình tới, chăm sóc cô 24 tiếng đồng hồ hôn mê bất tỉnh. Tố Diệp có ngốc thế nào cũng nghe ra được ý trong câu nói của Kỳ Đông Nham. Cô nhìn anh, nhiên bách ngạn đã làm gì anh? Không có gì, anh ta chỉ không. Phục khi anh đưa em đi thôi. Kỳ Đông Nham nói nhẹ bẫng sự thực là đêm đó khi vừa về bắc kinh Nhiên bách ngạn đã chủ động đánh úp giá cổ phiếu của kỳ thị giờ một đòn hiểm trên thị trường cổ phiếu anh chỉ mải lo cho tố diệp mà quên mất Nhiên bách ngạn trong cơn phẫn nộ sẽ làm ra những hành động mang tính công kích khiến đối phương trở tay không kịp cũng là khiến kỳ đông nham không thể lường trước anh chưa bao giờ thấy niên bách ngạn mất bình tĩnh đến thế lợi dụng cuộc chiến thương trường công kích trả thù ân oán cá nhân anh cũng không ngờ với tình trạng hiện giờ của tinh thạch anh ta vẫn còn sức vật lộn với anh không thể không nói nghiên bách ngạn đã chơi cả quy tắc thị trường và giá cổ phiếu tố diệp nhìn anh rất lâu không nói gì chỉ gương đứng dậy kỳ đông nham thấy vậy bèn giữ cô lại ngăn không cho cô rời đi ánh mắt anh trở nên nặng nề nếu thật sự phải đấu anh chưa chắc đã thua cô kinh ngạc nhìn anh rồi lắc đầu mệt mỏi đây không phải là kết quả cô muốn cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh nơi này không cần quá quen thuộc thậm chí có thể là xa lạ cũng không cần có quá nhiều người quen biết cô vì như vậy cô có thể không cần phải sống trong những ánh mắt thương hại. Cô không muốn bị người khác làm phiền, cũng không muốn quấy dây ai, chỉ muốn bình yên để cho vết thương của mình lành lại. Đơn giản vậy thôi. Nhưng tại sao càng những chuyện đơn giản lại càng khó thực hiện như vậy? Cô không thể đoán ra rốt cuộc nghiên bách ngạn có thể làm gì kỳ đông nham. Chỉ có điều một người như cô bây giờ, chỉ trở thành một gánh nặng trong cuộc sống vốn tự do tự tại của người khác. Đây không phải mong muốn của cô. Kỳ đông nham không cho cô cơ hội nói quá nhiều. Anh bế thẳng cô lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, ấn cô xuống, rành mạch nói, tố diệp. Anh có rất nhiều thời gian để trông em, đừng có suy nghĩ nhiều như vậy, cũng đừng lo lắng quá nhiều. Em cứ ở đây, an tâm tĩnh dưỡng. Chỉ yêu cầu em một điều thôi, hãy có trách nhiệm với cơ thể của mình. Em, tiếng chuông cửa ngắt lời của tố diệp. Kỳ đông nham nhìn cô, giận dò, nằm xuống, nghỉ ngơi đi. Dứt lời, anh đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa lại. Lúc mở cửa ra, cũng là lúc nắng gắt nhất, cái bóng cao lớn của niên bách ngạn gần như đã chắn hết cả cánh cửa quầng sáng chuyển động qua lại trên gương mặt anh đôi mắt vẫn trầm tối giá lạnh sau khi mở cửa nhìn thấy anh kỳ đông nham không hề cảm thấy kỳ lạ anh ta đứng chặn trước cửa khoanh hai tay trước ngực niên bách ngạn hình như đây là lần đầu tiên anh ghé chơi thật là khách quý sắc mặt của niên bách ngạn rất khó coi anh nhìn thẳng vào kỳ đông nham giàn mạnh từng từ tố diệp đâu sao chưa giết chết được cô ấy anh cảm thấy lòng mình chưa thanh thản được sao? Có cần tôi cho anh mượn con dao không? Ánh mắt kỳ đông nham cũng không còn ôn hòa nữa. Anh ta nghiến răng nói, nhiên bách ngạn. Anh quá tàn ác rồi. Sao anh ta lại nhẫn tâm ra tay với tố diệp cơ chứ? Miên bách ngạn không tiếp lời. Khi nhìn vào mắt kỳ đông nham, đôi mắt anh như mặt biển sâu thẳm. Anh thậm chí còn không cao giọng, hỏi lại một lần nữa, tố diệp đâu? Kỳ đông nham im lặng. Anh đẩy kỳ đông nham sang một bên, xài bước đi vào trong anh không đưa cô ấy đi được đâu kỳ đông nham nói sau lưng anh tiếng nói vang vọng khắp căn phòng khách rộng lớn niên bách ngạn không quan tâm tới lời của anh ta cứ thế bước dài lên gác kỳ đông nham cũng không gấp gáp chậm rãi đi theo phía sau nhìn niên bách ngạn tìm kiếm lần lượt từng phòng một kỳ đông nham không tin ngay trước mắt mình mà niên bách ngạn còn dám động tay với tố diệp cho tới khi niên bách ngạn đẩy cánh cửa cuối cùng tận góc hành lang rõ ràng là nắng dọi chiếu khắp nơi vậy mà khi bước vào lại có một mùi thuốc khử trùng lạnh buốt sọc vào mũi hiệu quả cách âm của căn phòng cực tốt ít nhất thì tố diệp không nghe thấy tiếng niên bách ngạn mở từng căn phòng một để tìm cô nhưng khi cửa phòng ngủ của khách bị anh bất ngờ đẩy ra cô quả thực đã giật nảy mình ngước mắt nhìn ra ngoài rồi bị người đàn ông đứng trước cửa làm cho hoảng sợ cô không nghĩ anh lại tìm tới đây cũng giống như cô chẳng bao giờ biết trước rằng niên bách ngạn lại căn phòng bệnh ở hàng châu vậy Giây phút nhìn thấy cô, ánh mắt nghiên bách ngạn càng trở lên lạnh lẽo. Anh không nói câu nào, lập tức xông vào phòng, tiến gần tới trước giường cô, giơ tay ra. Nhưng khi anh sắp chạm vào, kỳ đông nham đã bước nhanh tới, chặn ngay trước mặt cô, giữ chặt bàn tay nghiên bách ngạn. Nghiên bách ngạn, anh định làm gì? Cút ra. Nghiên bách ngạn không hề khách khí. Kỳ đông nham trừng mắt với anh, đây là nhà tôi, người phải cút là anh mới phải. Sắc mặt nghiên bách ngạn tái mét, anh giơ mạnh tay lên, thoát khỏi sự ghi giữ của Kỳ Đông Nham, rồi cười khẩy, Kỳ Đông Nham, giờ cậu lại có tâm trạng quản chuyện của người khác rồi cơ đấy. Chuyện của Tiểu Diệp chính là chuyện của tôi. Kỳ Đông Nham không hề lùi bước. Cuộc tranh cãi của hai người khiến Tố Diệp đau đầu. Cô mệt mỏi giơ tay lên, kéo vạt áo Kỳ Đông Nham, tự tôi sẽ giải quyết chuyện của mình. Quyển 9 chương 407, ngay từ đầu đã là một kế hoạch. Kỳ Đông Nham tạm thời rời đi khiến bầu không khí chiến tranh căng thẳng trong phòng giảm bớt đi phần nào nhưng lại gia tăng một cảm giác lạnh lẽo cô biết sự giá lạnh ấy tỏa ra từ người niên bách ngạn anh vừa tiếp cận là gần như có thể đóng băng cô căn phòng tĩnh lặng hoàn toàn nhưng lại khiến người ta vô cùng bất an tố diệp không ngước mắt lên lạnh nhạt nói một câu niên bách ngạn anh hận tôi tôi biết rất rõ dù sao thì tôi cũng đã giết chết con của anh mỗi người đều có lòng kiêu hãnh và tự trọng cần bảo vệ cả niên bách ngạn hay cô cũng vậy có một số người thích đem tất cả mọi chuyện ra kể cho người khác chỉ cần bộc bạch hết là mọi chuyện sẽ êm xuôi giải hết được tất cả các vấn đề thực tế đó là điển hình của loại người chưa từng phải chịu thiệt thòi nên mới ích kỷ mang mọi cảm xúc của mình đổ lên đầu người khác trên đời này không có ai có nghĩa vụ làm thùng rác cho bạn con người càng lớn càng trưởng thành những chuyện phải suy nghĩ mỗi ngày một nhiều hơn những lời dám nói thẳng khỏi miệng cũng sẽ dần dần ít đi nhưng ngược lại có những người thích giấu mọi chuyện trong lòng họ chưa bao giờ có những cuốn nhật ký viết lại tâm sự của mình vì họ tin tưởng rằng dù cuốn nhật ký đó có khóa chặt cũng không thể đảm bảo giữ kín mọi bí mật chỉ có bản thân mình mới là người biết giữ bí mật trung thành nhất tố diệp chẳng có bí mật gì có những lời nên nói có những lời không nên nói cô biết rất rõ khi có mục đích có ước mơ khi tương lai vẫn còn là bình minh cô sẽ nghĩ mọi cách giải quyết khó khăn nhưng nếu phía trước chỉ còn lại những hoang tàn đổ nát sau khi phải chịu đựng hết lần ly biệt này tới lần ly biệt khác cô còn khả năng tiếp tục kỳ vọng không? Cho dù cô là một bác sĩ tâm lý, cô cũng không có năng lực quá lớn để chịu đựng cánh cửa mà ông trời đã đóng sập lại trước mặt mình. Cô cảm thấy mình như một con kỳ dư, loài động vật quái lạ sống trên núi rực vọng trong sơn hải kinh, có ba cái đầu, sáu cái đuôi, ngày nào cũng cười vui vẻ. Tuy nó là một loài vật quái lạ, nhưng nó không có bản lĩnh của một con quái thú. Có rất nhiều người thèm khát thịt của nó, vì thịt của kỳ dư có thể ăn được, ăn vào sẽ không còn gặp ác mộng, thậm chí sẽ không còn trầm cảm nữa. Cô chính là con kỳ dư đó. Hôm nay, cô chỉ muốn tự ăn thịt mình, như vậy sẽ ngủ ngon hơn. Nhưng cô không thể tự an ủi chính mình. Bác sĩ không thể tự chữa cho mình. Đây chính là nỗi bi thương của cô, thế nên cô tình nguyện mượn bàn tay của người khác để lột ra dóc xương mình. Cô sẽ không ngốc nghếch tới mức đến giờ phút này còn hỏi nhiên bách ngạn, em đã như vậy rồi, anh còn yêu em không? Anh còn chấp nhận em không? Yêu hay không yêu đã không còn quan trọng nữa, thật đấy giữa cô và niên bách ngạn luôn có một tinh thạch ngăn cách luôn có lợi ích quấy dày cô mãi mãi không biết anh rốt cuộc là thật hay giả giữa niên bách ngạn và cô luôn tồn tại một đứa con nó là nỗi đau của cô cũng là nút thắt trong lòng anh niên bách ngạn là một doanh nhân thành đạt vì sự thành công của anh vượt qua những người bình thường khác điều này đã định trước cái tôn nghiêm và lòng tự trọng của anh sẽ cao hơn mọi người khi anh tiến dần từng bước một lên điện đường của chiến thắng khi khả năng nắm giữ của anh dần trở nên mạnh mẽ thì những người đứng bên kính cẩn khép nép không dám chống đối anh cũng càng ngày càng nhiều đối với anh mà nói anh coi sở hữu như một lẽ dĩ nhiên chẳng cần mang tới ý nguyện của đối phương hay ngay cả suy nghĩ thật sự của họ bất luận là trong sự nghiệp hay trong quan hệ nam nữ giống như đối diện với bạch băng hoặc những người tình nhân khác gì gì đó anh sớm đã quen đòi hỏi từ phía họ mối quan hệ khuôn mẫu kiểu này đã in hẳn trong suy nghĩ của anh từ lâu thế nên khi anh cảm thấy chán ngán đối phương sẽ quay người bỏ đi mà không hề do dự để lại danh hiệu lạnh lùng vô tình trên thực tế loại người này sẽ không cho rằng mình vô tình anh cảm thấy đây là một cách thức quan hệ không thể bình thường hơn còn cô tạm thời chưa quan tâm tới chuyện đoạn tình cảm này là thật hay giả suy nghĩ xuất phát từ lợi ích hay trao tình cảm chân thành chỉ có một điểm có thể khẳng định đối với những người tình nhân cũ đó của anh mà nói cô cũng được coi là một người anh dành nhiều thời gian và công sức nhất anh bỏ ra càng nhiều đương nhiên thứ muốn nhận lại cũng càng nhiều trong đó bao gồm cả đứa con cô đã phá bỏ con của anh. Chuyện này đối với một người đàn ông như anh mà nói, nhục nhã không khác gì bị cắm sừng. Hơn nữa, cô còn đích thân trao đứa bé đã bị mình giết hại vào tay anh, để anh tận mắt chứng kiến máu mủ của mình khi còn chưa thành hình hài rõ nét. Sự phẫn nộ, bi thương và cảm giác lòng tự trọng bị dẫm đạp hệt như việc anh về tới nhà, chính mắt nhìn thấy vợ mình vụng trộm trên chính chiếc giường của mình vậy. Người đàn ông bình thường còn không thể chịu nổi đả kích này, huống hồ là anh, nghiên bách ngạn, thế nên, điều quan trọng là, từ nay về sau có thể đường ai nấy đi. Anh có cuộc sống rực rỡ, tươi sáng của mình. Cô vẫn còn lòng tự trọng bé nhỏ mình cần bảo vệ. Nhân tính tuy phức tạp nhưng là người ai cũng chóng quên, không phải sao? Nghiên Bách Ngạn quay về phía giường cô, đứng lặng hồi lâu trong sự trầm mặc. Cô không cần ngẩng đầu, cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lồng ngực anh. Ngọn lửa ấy sợ là đã thiêu rụi đôi mắt điểm tĩnh thường ngày của anh. Anh hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm người phụ nữ trên giường, ánh mắt bất chợt dừng lại trên cổ cô, vết thâm tím ấy khiến đôi mắt anh càng thêm u tối từng khớp xương đã kết vảy nhưng vẫn còn đó một nỗi đau như vết thương bị xé rách ở hàng châu anh chỉ muốn bóp chết cô ngay lập tức bây giờ vẫn vậy tại sao anh lạnh lùng cất lời đây là một đáp án anh nóng lòng muốn biết anh nghĩ mãi vẫn không hiểu đang yên đang lành tại sao lại giết chết đứa bé cứ nghĩ tới đây lồng ngực anh lại bí bách đến phát điên anh còn nhớ rõ lúc ở hàng châu khi được bác sĩ thông báo tin này mình đã bàng hoàng thế nào anh gần như đã nhìn bác sĩ bằng ánh mắt muốn giết người, chỉ muốn chặt ngay tay người bác sĩ đó xuống. Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi, tại sao cô ấy phải làm như vậy? Vị bác sĩ đứng run rẩy trước ánh nhìn đầy căm giận của anh, không ngừng giải thích rằng mình không biết. Thái độ của cô ấy khi tới bệnh viện rất kiên quyết, chỉ muốn phá bỏ đứa bé trong bụng. Niên bách ngạn này rốt cuộc có chỗ nào làm chưa tốt? Rốt cuộc còn phải đối xử với cô ấy thế nào nữa? Sao cô ấy có thể kiên quyết tới tàn nhẫn như thế? Lúc ở Hàng Châu tôi đã nói với anh rất rõ ràng rồi, Tố Diệp cố gắng để giọng nói của mình bình thản thêm một chút, điểm nhiên tới mức như đang kể lại câu chuyện của một người khác. Nhiên bách ngạn. Tôi mệt rồi, thật sự rất mệt, rất mệt. Chuyện tới nước này, tôi và anh không còn cần thiết phải tiếp tục nữa. Cô nói thế là có ý gì? Anh nghiến răng. Tố Diệp cười, nụ cười nhạt nhòa, cộng thêm sắc mặt tái nhợt của cô, mỏng manh như đóa hoa lê chấm nở đầu cành. Chỉ cần một làn gió thổi qua nó sẽ rơi rụng. Cô khẽ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh, rất thẳng thắn, cũng rất chân thành. Thật ra, Nguyễn Tuyết Mạn nói không hề sai. Từ trước tới nay, tôi vẫn đang lợi dụng anh để đả kích nhà họ Diệp. Tôi căm thù bà ta tước đoạt của tôi mọi thứ, cũng căm ghét Diệp Hạc Phong đã phản bội lại mẹ tôi, càng thù hận tại sao rõ ràng tôi cũng là tiểu thư nhà họ Diệp, mà chỉ có Diệp Ngọc mới có tư cách mang cái danh đó. Chị ta có thể thoải mái nhàn hạ học trường danh tiếng, vì chị ta có một người bố giàu có. Còn tôi muốn thi đỗ chỉ biết dựa vào khả năng của mình vì tôi không có một người mẹ giàu có nên vừa học tôi còn phải vừa ra ngoài làm thuê cố gắng học thật giỏi để có học bổng tôi mãi mãi không thể quên được ngày mẹ tôi nhắm mắt lòng thù hận này đã khiến tôi mù mắt trở nên ích kỷ lạnh nhạt bụng dạ hẹp hỏi không chút tình cảm tôi về nước chỉ có một mục đích thôi chính là khiến nhà họ diệp sụp đổ tan rã giống như gia đình tôi khi trước vậy thế nên tôi nhất định phải tìm được một người có thể cùng tôi diễn vở kịch lớn này rất không may nghiên bách ngạn khi tôi biết anh chính là tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Thạch, là chồng của Diệp Ngọc, là cậu con rể giỏi giang Nguyễn Tuyết Mạn không tiếc lời khen ngợi, thì tôi đã biết, anh chính là ứng cử viên sáng giá. Vầng tráng mạnh mẽ của anh gồ lên những đường nét nghiêm nghị, sắc nhọn, những lời này, vào lần đầu tiên đề nghị chia tay cô đã nói với tôi rồi. Tất cả chỉ là lạt mềm buộc chặt. Tố Diệp nở một nụ cười chua xót bên môi, Nguyễn Tuyết Mạn đưa Diệp Ngọc tới công ty làm loạn, nếu lúc đó tôi không lấy lùi để tiến, làm sao có thể khiến anh tin tưởng tôi? tôi phải đánh bại nhà họ diệp quan trọng chính là phải tìm được người có sức mạnh để phối hợp cùng tôi vậy thì niên bách ngạn nếu tôi không tốn chút công sức cho anh không khiến anh hoàn toàn tin tưởng tôi sao tôi có thể hiện thực được kế hoạch của mình Răng niên bách ngạn đã phát ra những tiếng ken két vậy thì cuộc trùng phùng ở trấn thiên đăng là giả cô thở dài lời nói thành khẩn dù là nói lời chia tay hay giao giai đoạn clip đập xe cũng vậy thôi tất cả chỉ vì tôi muốn có được sự tín nhiệm của anh thật ra rất đơn giản anh là một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, e là chưa có người phụ nữ nào lại chủ động chia tay với anh. Tôi giao tài liệu ra để giúp anh giải quyết phiền phức, rồi chủ động chia tay với anh, mục đích là khiến anh không nỡ rời xa tôi, phải quay lại tìm tôi. Nhưng sau đó, anh lại thật sự buông tay. Khoảng thời gian đó tôi bắt đầu điều chỉnh mọi kế hoạch của mình, bắt đầu từ chấn thiên đăng. Nghiên bách ngạn bất ngờ nắm chặt tay lại. Cô nhận thấy những lớp vảy trên bàn tay anh đã nứt ra, lại có máu trào ra ngoài, vết máu ấy giống như của lâm yêu yêu khi trước cũng giống như của con cô hai ngày trước làm đau nhức đôi mắt cô khoét rỗng trái tim cô cuộc gặp lại ở trấn thiên đăng là tôi cố ý sắp xếp ra tố diệp nhẹ nhàng lên tiếng nói tiếp kế hoạch báo thù nhà họ diệp của tôi còn chưa hoàn thành thế nên không thể dễ dàng vứt bỏ quân cờ là anh được chính tôi đã nghe ngóng được lịch trình của anh nên mới cố ý tới trấn thiên đăng nếu không anh tưởng cuộc gặp mặt ở nhà hàng lần đó thật sự trùng hợp đến vậy sao việc cô cùng tôi đi nam phi là giả vì tôi cần phải có đủ thời gian khiến tình cảm giữa anh và tôi thêm khăng khít cùng anh đi tới nam phi là cách tốt nhất nơi đó sẽ không có ai làm phiền tất cả mọi việc sau khi trở về bắc kinh là giả thứ tôi thật sự làm chính là dựa vào tình hình trước mắt để từng bước thực hiện kế hoạch của mình thật ra ngay từ ban đầu vai trò của anh đã rất đơn giản tôi chỉ cần khiến anh yêu tôi vậy thì tôi có thể lợi dụng anh làm bất cứ việc gì tôi không có khả năng lớn đến vậy để đánh đổi nhà họ diệp nhưng anh thì có tôi chỉ cần mượn sức mạnh của anh để hoàn thành kế hoạch của mình sự thật chứng minh anh đúng là có khả năng ấy miên bách ngạn nhìn cô không rời đôi mắt đau đớn bờ môi lạnh như băng tôi không hề hay biết thì ra cô còn có khả năng tiên đoán trước tương lai không phải là tiên đoán trước tương lai tôi chỉ thuận theo tình hình phát triển của sự việc để điều chỉnh kịp thời những kế hoạch của mình mà thôi một người mưu tính giỏi như cô sao giờ lại biết mệt Nhiên bách ngạn giản mạnh từng chữ, cô đã đi được tới ngày hôm nay rồi, vì cớ gì lại chấp nhận buông tay. Quyển 9 chương 408, cô chưa chắc đã chơi nổi đâu. Gương mặt tố diệp quả thật thấm đẫm vẻ mọi mệt. Có lẽ vì sức khỏe cũng hơi tệ, cô đành dựa thẳng vào giường, khóe môi mấp máy. Cô không trả lời câu hỏi của nhiên bách ngạn mà hỏi ngược lại. Anh có biết ngày tổ chức tang lễ, Diệp Uyên đã cho tôi xem thứ gì không? Cô không đợi nhiên bách ngạn phản ứng lại mà nói thẳng luôn với anh. Phía sau chiếc chìa khóa đó, tôi đã nhìn thấy rất nhiều ngựa gỗ con ngựa gỗ mà tôi muốn có từ nhỏ tới giờ đã được diệp hạc phong mua lại với giá cao sau đó năm nào vào ngày sinh nhật tôi ông ấy cũng tự tay làm một con tặng tôi trên lưng ngựa còn khắc lời chúc sinh nhật dành cho tôi nghiên bách ngạn thật ra anh nói đúng con người sống cả một đời rồi cũng có lúc phải dừng lại tự sửa đổi bản thân mình thì mới có thể đi tiếp được chỉ tiếc là khi tôi thật sự hiểu ra đạo lý này thì đã muộn rồi trên con đường báo thù này tôi càng đi càng xa Tới tận khi thật sự đạt được mục đích mới phát hiện, ra mình đã không còn vui vẻ thực sự nữa. Tôi thật lòng mong cho nhà họ Diệp tan cửa nát nhà sao? Thật lòng chờ đợi cái chết của Diệp Hạc Phong sao? Tôi đã đứng trước những con ngựa gỗ đó khóc rất lâu, một lần nữa cảm nhận nỗi đau khi mẹ rời xa. Cuối cùng tôi mới nhận ra, kỳ thực điều lâu nay tôi luôn cố chấp không phải thù hận với nhà họ Diệp, mà vì từ nhỏ đã thiếu đi tình yêu của bố. Anh đã từng nói với tôi, khi nào đánh mất tôi sẽ thấy hối hận. Không sai bây giờ tôi hối hận rồi nếu tôi không ưng bướng như thế nếu tôi có thể nghĩ thông suốt sớm một chút có lẽ cô hít sâu một hơi để bình ổn lại giọng nói nghẹn ngào cả ông ấy hay tôi đều sẽ không ra đi trong tiếc nuối có những lời nói như thật như giả thốt ra khỏi miệng cô nhẹ tựa mây bay khiến cả một người trong cuộc như cô cũng không còn phân biệt nổi thật giả nữa cô căm hận diệp hạc phong là thật chờ thời cơ báo thù từ đầu tới cuối là giả trước khi tới trấn thiên đăng cô đã buông bỏ thù hận là thật, coi Niên Bách Ngạn là quân cờ là giả. Cảm giác trống rỗng sau khi thù hận qua đi là thật, những tính toán tỉ mỉ là giả. Tình cảm chân thành khi nói những lời này là thật, sự tuyệt tình thể hiện ra ngoài là giả. Nhưng, khi nói những lời này ra, khi thừa nhận ngay từ ban đầu đã là một kế hoạch, tất cả chỉ vì báo thù, tất cả những âm mưu cứ như thật, làm cho ngay cả cô cũng mơ màng. Mối thù này thật sự đã buông bỏ ngay từ đâu hay tới tận khi Diệp Hạc Phong mới kết thúc. Nhưng có một điểm cô dám khẳng định, Cô nhất định phải nói với thái độ này, dùng giọng điệu ân hận, mệt mỏi này thủ thỉ vào tai Nghiên Bách Ngạn. Như vậy sẽ càng đáng tin cậy hơn dùng cách gào thét điên cuồng hay khiêu khích, châm chọc. Thế nên Nghiên Bách Ngạn, tôi mệt rồi, tôi cũng muốn bỏ cuộc rồi. Tố Diệp khẽ nắm chặt tay lại, đầu ngón tay giá buốt tận tim. Phôi thai bé nhỏ ấy lúc trước cũng nằm trong bàn tay này của cô, cũng giá lạnh, mất đi hơi ấm. Thế nên tới tận bây giờ, đầu ngón tay cô vẫn chẳng thể ấm lên được trong lúc im lặng sắc mặt nghiên bách ngạn tái nhợt đến dọa người từng đường gân xanh trên trán anh gồ lên rõ ràng anh đứng trước mặt cô nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp cũng không còn hột máu ấy tất cả đau xót hóa thành căm hận hận đôi bàn tay sát nhân một lòng dạ độc ác đằng sau vẻ đẹp kia nó cũng là một sinh mạng sao cô có thể nhẫn tâm tố diệp cười nhạt nhìn anh đầy phẫn nộ khi một người lớn lên trong thủ hận sinh mạng có lẽ đã chẳng còn quan trọng đến thế rồi nghiên bách ngạn đứa bé này tới ngoài ý muốn nếu tôi thật sự muốn mang thai con của anh thì hà tất phải tránh thai anh phải biết tôi vốn không muốn có con bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mối quan hệ của tôi và anh thì còn giữ lại đứa bé làm cái gì tôi không muốn sau này có bất kỳ liên hệ gì với anh nữa nếu có con làm sao tôi có thể làm lại cuộc đời bóng hình niên bách ngạn đổ ập xuống bàn tay lớn của anh đè lên tóc cô cô có thể cảm nhận được ngón tay anh cũng rất lạnh ngón tay ấy thấm đẫm mùi gỗ mộc và mùi máu tanh nhạt nhòa cổ cô lại đau đớn bàn tay anh trong phút chốc gỉ chặt lấy cô khiến cô không thể không ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh cô nhìn thấy trong sâu thẳm đôi mắt anh như có một mặt biển u tối nó đang cuộn trào dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể nuốt chọn lấy cô anh hỏi từng câu từng chữ vì báo thù cô chấp nhận ngủ với tôi ngủ với anh chẳng phải chuyện gì ấm ức nói thật lòng anh thật sự là một người đàn ông khiến phụ nữ si mê quan trọng hơn là không ngủ với anh làm sao anh toàn tâm toàn ý yêu tôi được anh mạnh tay hơn nheo mắt lại khi còn ở hồng kông tôi đã từng hỏi cô cô cũng đã từng chân thành dứt khoát nói rằng tôi có thể tin tưởng cô khung cảnh đó anh vẫn luôn khắc ghi trong ký ức vì có cô nên anh mới có những bận tâm những lời nói ấy chân thật biết bao chân thật đến nỗi anh đã hoàn toàn tin tưởng anh chỉ lo tương lai có quá nhiều điều phiền nhiễu có một ngày em sẽ chủ động rời xa không đâu chưa suy nghĩ gì đã vội hứa rồi sao? Cô gật đầu rất mạnh. Con gái ấy à lúc nào cũng hứa hẹn dễ dàng như vậy. Diệp Diệp, anh có thể tin em không? Anh khẽ hỏi. Có thể. Anh đã không chút nghi ngờ, mặc dù anh biết lời hứa của cô thẳng thắn như thế, không suy nghĩ gì như thế. Tố Diệp nhắm mắt lại giây lát. Khi mở ra, cô mới làm dịu đi khóe mắt cay nồng. Thật xin lỗi, tôi đã từng nói với anh quá nhiều điều, tôi không còn nhớ nữa. Cô đã từng nói cô yêu tôi, ánh mắt nghiên bách ngạn càng lúc càng dọa người nếu tôi yêu anh tôi đã chẳng phá bỏ đứa con của anh tố diệp từ đầu tới cuối đều nở một nụ cười khẽ nghiên bách ngạn anh tỉnh táo lại đi em yêu anh anh yêu em mấy câu này chẳng qua chỉ là mấy lời hợp cảnh thôi trò chơi này ai coi là thật kẻ đó sẽ thua cuộc anh đúng là một thương nhân nhanh trí nhưng đừng có quên tôi là một bác sĩ tâm lý tôi muốn đối phương tin tưởng mình rất dễ dàng anh đối với tôi chẳng qua cũng chỉ là thêm một án mà thôi Câu nói vừa dứt, bầu không khí xung quanh chợt trở, trở nên mỏng manh. Cô có thể cảm nhận được một áp lực khổng lồ truyền từ người đàn ông tới. Nó đang xoay vòng trên đỉnh đầu, bất kỳ lúc nào cũng có thể ập xuống, lấy mạng cô. Anh đứng thẳng người, sống lưng cũng đờ ra. Đến cả bờ môi mỏng của anh cũng mím chặt. Khuôn cảm kiêu ngạo mà tàn nhẫn, lạnh lùng. Bàn tay của anh di chuyển từ sau gáy cô ra trước, siết chặt cầm cô, tôi trở thành đối tượng nghiên cứu của cô rồi sao? Ánh mắt tố diệp sao động không mạnh không nhẹ, nhưng đủ để thoát ra một nụ cười đáng chết môi cô hơi cong lên một nụ cười khẽ tuyệt đẹp cô giơ tay dò tìm hơi thở nơi đầu mũi anh chẳng phải anh niên đang sống sờ sờ ra đây sao trước mắt tôi chỉ có hứng thú với giấc mơ cuối cùng của người chết còn anh và tôi chỉ là một cuộc chơi nếu chơi được cả hai chúng ta đều vui vẻ còn không chơi được thì cút chứ cuối cùng dễ dàng lọt ra từ những kẽ răng không mang một chút tình cảm nào nếu tình yêu trở thành xa xỉ vậy thì ít nhất cô cũng có thể làm chút chuyện gì trước mắt mình vẫn làm được chứ. Cuốn nhật ký của Diệp Hạc Phong đã ố vàng, có thể thấy nó đã được viết bao năm nay. Cô lật ra, chỉ mong tìm được trong đó một sự an ủi, biết bố đã yêu mẹ như thế nào. Nhưng ở trang cuối cùng trong cuốn nhật ký đó, lời nói của ông rất kỳ lạ. Ông nói rằng mình đã có thể thường xuyên nhìn thấy Tố Thu, cùng ăn cùng ngủ với cô ấy. Câu nói này cô đã từng nghe Nghiên Bách Ngạn kể, cũng từng nghe chính Diệp Hạc Phong nói nhưng chuyện của tiểu giả chẳng phải đã giải quyết xong rồi sao hay tất cả chỉ là ảo giác của một người sắp chết cô không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng không hiểu sao cô luôn có một dự cảm chẳng lành cuốn nhật ký của diệp hạc phong còn chưa được cô xem hết có một suy nghĩ táo bạo đã hiện lên trong đầu cô chính là biết đâu sự việc không phải như cô đã nhìn thấy cái chết của ông liệu còn có ẩn tình nào khác không tất cả cũng chỉ là suy đoán của cô ngón tay của niên bách ngạn cắm sâu vào cằm cô chỉ muốn bóp nát cái gương mặt xinh đẹp trước mắt mình. Cô nói hờ hững, nhưng đâu biết rằng trái tim anh đã bị đập ra một cái động. Tất cả mọi việc là cô đóng kịch, còn anh lại hoàn toàn coi đó là sự thật. Hay lắm Tố Diệp, cả đời nhiên bách ngạn, này chưa bao giờ bị một người phụ nữ chơi đùa xoay vần như vậy. Anh có thể tha thứ cho cô một lần, dung túng cho cô một lần, nhưng anh vẫn chưa mê đắm tới mức biết rõ tất cả chỉ là, giả mà vẫn đâm đầu vào. Tố Diệp cố nín nhịn nỗi đau ở cằm, nhìn vào mắt anh không chớp. Dần dần, cô thấy rõ cái bóng tối tăm ngưng tụ lại trong mắt Nghiên Bách Ngạn đã biến mất. Gương mặt tái mét cũng từ từ trở lại bình thường. Anh buông tay, khi cất lời, giọng nói lại bình thản như mọi khi. Anh nói, "Tố Diệp, Nghiên Bách Ngạn tôi cô chưa chắc đã chơi nổi đâu." Nói xong, anh quay đi. Khi bàn tay anh chạm lên tay nắm cửa, Tố Diệp lại thờ ơ bổ sung thêm một câu, "Nghiên Bách Ngạn, người tôi yêu vẫn luôn là Tưởng Bân." Bước chân Nghiên Bách Ngạn khựng lại, Anh siết chặt tay nắm cửa, sau đó ra ngoài dầm một tiếng, cửa phòng bị anh vung mạnh trong phẫn nộ. Trái tim gần như đã chết của Tố Diệp, cũng theo thanh âm dữ dội ấy kêu lên một tiếng ai oán rồi rơi xuống, tan thành từng mảnh. Cô thả lỏng bàn tay vẫn luôn nắm chặt, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc này, một sự bất lực sâu sắc quét qua người cô. Máu huyết trên người dường như đều đang chảy ngược. Cứ như vậy kết thúc. Thực ra cũng rất tốt, không phải sao, cô cười chua xót. Đây vốn dĩ là một giấc mơ như đang dùng thuốc độc giải khát cho mình bây giờ cuối cùng đã tỉnh mộng rồi nhưng cô cũng đã trúng độc khắp cơ thể rất lâu sau cánh cửa phòng từ từ mở ra kỳ đông nham đứng trước cửa ánh mắt phức tạp cô không lên tiếng chỉ kéo chiếc gối lại ôm trong lòng rất chặt anh ta đi rồi kỳ đông nham nói khẽ cô yên lặng nhìn bên giường rồi nhẹ nhàng gật đầu tôi biết xin lỗi đã nghe cuộc nói chuyện của hai người cửa phòng khóa không chặt kỳ đông nham nói tố diệp rất muốn ép ra một nụ cười nhưng lực bất tòng tâm anh muốn hỏi điều gì? Kỳ Đông Nham mím môi, nhìn cô, hơi nhíu mày lại, vừa rồi chỉ là những lời nói trong lúc tức giận thôi phải không? Những lời lọt vào tai quá chân thực, đến, nỗi khiến anh ta cũng mất đi khả năng đánh giá chính xác. Thế nên, anh ta muốn nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, nhìn xem cô có nói dối hay không? Cánh tay Tố Diệp thu chiếc gối lại, giọng nói điềm đạm, không phải là tức giận, tôi đã nói đúng sự thật với Nhiên Bách Ngạn. Em tiếp cận anh ta chỉ là để báo thù nhà họ Diệp từ đầu cho tới khi diệp hạc phong qua đời kỳ đông nham nhìn cô không thể tin nổi tố diệp gật đầu không hề do dự nhìn thẳng vào kỳ đông nham bây giờ anh đã biết tôi là loại phụ nữ gì rồi đấy kỳ đông nham sững sờ rất lâu sau đó đi tới ngồi xuống trước mặt cô em không nên là người phụ nữ như vậy đúng thế tôi vốn không nên là loại phụ nữ như vậy nhưng tất cả những gì nhà họ diệp làm với tôi đã khiến tôi không thể không trở thành một người như vậy ánh mắt tố diệp đầy bi thương quyển 9 chương 409, lấy ai chẳng như nhau. Lời nói nhẹ bẫng, biểu cảm cô đơn, mỏi mệt. Kỳ Đông Nham nhìn Tố Diệp rất lâu, cố gắng tìm ra một chút sơ hở trong đó nhưng vẫn chưa có kết quả. Nhất thời anh cũng không thể phân biệt rõ ràng câu nào của cô là thật, câu nào là giả, cũng lại trần trừ không dám đưa ra kết luận cho những gì mình vừa nhìn thấy, và nghe thấy. Có lẽ con người sống trên đời này vốn dĩ đã là một chuỗi những việc thật như giả, giả như thật, không có chân lý tuyệt đối, lời nói dối nói ngàn vạn lần rồi cũng thành thật nghĩ tới đây anh bỗng cười khổ hà cớ gì phải cố chấp những điều này chứ có những chuyện ở ngay trước mắt ngay lúc đó mới là quan trọng nhất bây giờ quan trọng nhất là tĩnh dưỡng cho lành bệnh kỳ đông nham dịu giọng có rất nhiều điều anh cũng chẳng muốn hỏi ví dụ như chuyện cô mang thai anh chỉ biết được tình hình đại khái lúc ở hàng châu và vừa nãy anh cũng nghe thấy hai người họ nhắc tới đứa con nói thật lòng anh rất không muốn tin động cơ thật giả của việc tố diệp mất đứa con nghiêm túc mà nói đây là chuyện riêng của cô cô không muốn nói nhiều thì anh cũng không muốn hỏi nhiều bây giờ tố diệp trong mắt anh dù là có nỗi khổ riêng hay thật sự là một người lòng dạ tàn nhẫn thì đều không quan trọng quan trọng là nét mặt nhợt nhạt của cô khắc trong mắt anh một gương mặt vốn chỉ to hơn bàn tay một chút giờ chỉ còn ra bọc xương nó khiến anh đau lòng tố diệp được anh đỡ nằm xuống cô yên lặng nhìn lên trần nhà không tiếng động như không khí kỳ đông nham ngồi bên cạnh giường không hề rời đi anh đắp chăn cho cô rồi ngước mắt nhìn cô nghỉ ngơi một lát đi lát nữa anh bê gì đó lên cho em ăn cô chớp chớp mắt rồi nhắm chặt lại bên cạnh giường kỳ đông nham khẽ thở dài một lúc sau mới đứng dậy khi anh sắp ra tới cửa tiếng gọi bất lực của tố diệp chợt vang lên phía sau kỳ đông nham anh dừng bước quay đầu xin lỗi tôi đã làm liên lụy anh rồi đây là những lời chân thành của cô cuộc tranh đấu giữa tinh thạch và kỳ thị cô biết đã chẳng phải chuyện ngày một ngày hai nhưng tất cả tranh đấu đều vây quanh thương trường, quanh lợi ích công ty. Hai người Nhiên Bách Ngạn và Kỳ Đông Nham chỉ lợi dụng những thời cơ kinh doanh để đấu lại nhau. Từ góc độ này mà nói đều có giải thích được. Nhưng bây giờ Nhiên Bách Ngạn rõ ràng đang đối phó với Kỳ Đông Nham, hoàn toàn là phát tiết tình cảm cá nhân. Chính cô đã chọc giận Nhiên Bách Ngạn. Hậu quả này đáng ra cô phải là người gánh chịu mới phải, không nên là Kỳ Đông Nham, anh ấy vô tội. Nghe xong câu ấy, Kỳ Đông Nham cười khẽ. Anh quay lại, dướn người hai cánh tay chống trước giường hoàn toàn che chặt cô dưới bóng hình của mình anh nhìn cô từ trên giường giọng nói ôn hòa em sai rồi đây là chuyện anh cam tâm tình nguyện tố diệp không ngờ anh lại trả lời như vậy hơi ngẩn người ra hơi thở của anh phả xuống quét qua chắn cô anh cất giọng trầm trầm anh rất muốn cảm nhận cảm giác được bảo vệ một người tiểu diệp anh tình nguyện vì em làm vậy kỳ đông nham anh biết em muốn nói hai chúng ta là bạn tốt kỳ đông nham ngắt lời cô nhưng nếu lúc này anh thật sự bị ổi tới mức thừa nước đục thả câu, cũng không quá đáng chứ. Tố Diệp đờ đẫn nhìn anh, một lúc sau mới tỉnh lại, vội vàng ngồi dậy. Liên quan tới chuyện này, tôi nhất định phải nói rõ ràng với anh, tôi không muốn. Được rồi, được rồi. Kích động như vậy làm cái. Gì? Kỳ Đông Nham khó xử lắc đầu. Anh ngồi xuống bên cạnh rồi giơ tay an ủi cô, quay đầu nhìn gương mặt cô đang gần trong găng tấc. Nếu anh thật sự làm bạn trai của em, có tệ đến mức đó không? Anh cố gắng giải tỏa bầu không khí, không ngờ lại thấy cô gật đầu. Kỳ Đông Nham á khẩu, lại bị chịu đả kích. Anh giơ tay ôm cô vào lòng, chân thành nói, em nói em không yêu anh ta, câu này là thật chứ. Bờ môi tố diệp khẽ mấp máy, trong đôi mắt chợt nổi lên một làn sóng, nhưng cô cũng gật đầu rất nhanh. Đúng vậy, em không yêu anh ta. Kỳ Đông Nham nhìn vào mắt cô rồi lại hỏi, vậy, em có thể yêu anh không? Cô đáp lại, em cũng không yêu anh. Kể cả em có là người phụ nữ không có trái tim, anh cũng chấp nhận thử thách kỳ đông nham thẳng thắn nói tố diệp không hiểu lại vì sao đây cả cuộc đời cũng phải đánh cược một lần chứ tố diệp cười khổ kỳ đông nham lúc còn ở nam phi anh đã từng thua trong sòng bạc đấy những người chiến thắng thực sự đều bắt đầu từ việc thua cuộc kỳ đông nham từ tốn tiếp chiêu nói thật giờ tôi vẫn còn thấy sót chỗ tiền anh bị thua anh biết không ở trung quốc có rất nhiều trẻ em tại những vùng xa xôi hẻo lánh còn ăn không đủ no đấy đây dù gì cũng là một vấn đề nghiêm túc và nhạy cảm Tố Diệp cũng không có tâm trạng đùa cợt. Nhưng cứ nghĩ tới tối hôm đó anh bị thua tiền là cô lại cười đau khổ. Đồng thời, cái dáng vẻ nghiêm túc, cố chấp của anh trong sòng bạc y hệt một cậu nhóc. Kỳ Đông Nham hơi đưa ra, sau đó nhíu mày, Tiểu Diệp. Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy. Tố Diệp thở dài, thôi được. Thật ra, em ở bên cạnh anh cũng tốt lắm mà. Kỳ Đông Nham gắng sức ôm cô, nói đầy nghiêm túc, anh ấy à. Tuy rằng hơn em mấy tuổi, nhưng thực tế chứng minh chúng ta có thể chơi cùng nhau, giống như hôm leo núi lần trước ấy chẳng phải anh khắc gỗ cũng thành tinh hoa rồi sao còn nữa anh thì sự nghiệp tầm tầm công việc đối với anh mà nói chẳng qua chỉ cần đảm bảo không lo cơm ăn áo mặc là được rồi quan trọng nhất là phải sống vui vẻ anh thích du lịch về điểm này không hẹn mà gặp với em trong quan hệ nam nữ anh cũng khá kỷ luật tuy rằng có hơi phong lưu một chút nhưng không hạ lưu anh không phải là một người siêu việt việc gì cũng làm được nhưng cũng có thể mang lại cho em cảm giác an toàn Đương nhiên, anh cũng có khuyết điểm, anh sợ độ cao. Nhưng mà hình như em cũng đã chưa được căn bệnh này của anh, chí ít thì trong nhà có bóng đèn gì hỏng hóc anh cũng dám leo lên sửa. À, anh còn sợ chuột. Nhưng mà chỗ này của anh không có chuột, thành phố này cũng rất ít chuột sinh sống. Tố Diệp kinh ngạc nhìn anh, anh còn sợ cả chuột cơ ác. Nét mặt kỳ đông nham có phần ngượng ngập, rồi anh hắng giọng nói, đàn ông sợ chuột cũng đâu phải chuyện gì mất mặt, phải không? Tố Diệp khẽ gật đầu, cũng không có gì đáng xấu hổ chỉ hơi kỳ lạ thôi cô không thể tưởng tượng ra cảnh kỳ đông nham mà bị chuột đuổi chạy vòng quanh thì sẽ thế nào nhưng anh biết nấu cơm điểm này có thể bù đắp khuyết điểm sợ chuột của anh anh vội vàng quay lại chuyện chính thật ra sợ chuột cũng không phải khuyết điểm cô cần phải nhắc nhở anh một câu nhưng kỳ đông nham có vẻ rất nghiêm túc buông cô ra rồi đứng dậy đó là vì em chưa nhìn thấy con chuột nào to như con mèo thế này này anh nhìn thấy rồi ngay sau đó anh bắt đầu khoa chân múa tay hình dung cho cô thấy con chuột đó to cỡ nào, rồi anh đã vô tình gặp nó trong hoàn cảnh nào, gặp nó rồi phản ứng của anh là gì, con chuột cũng nhìn anh với biểu cảm gì. Tố Diệp nhìn anh ta cứ múa múa vẽ vẽ, vô cùng khoa trương, nhưng lại có vẻ như đang cố tình chọc cho cô cười. Khi gương mặt điển trai đó của anh cố tình méo sạch một cách khôi hài, Tố Diệp cũng không nhịn cười được nữa, nhưng chẳng mấy chốc mắt cô lại đỏ ửng. Từng giọt nước mắt lăn đều từ khóe mắt, rơi xuống, nhưng cô vẫn cố gượng cười, kỳ đông nham thấy vậy hoảng hốt vội vàng xông tới xin lỗi xin lỗi anh không định làm em khóc đâu tố diệp nghẹn ngào bất giác giơ tay ôm chặt lấy anh kỳ đông nham cũng ngẩn người ôm lại cô rất nhanh có chút lo sợ kỳ đông nham anh thật sự rất tốt được quen biết anh thật vui tố diệp nói trong nước mắt có những người có những chuyện luôn mang lại ấm áp cho người ta có những lúc ấm áp chỉ tồn tại trong khoảnh khắc thế nên mới phải cố gắng giữ gìn cô cảm ơn anh truy hỏi kỹ càng sự việc rộng lượng làm một chú hề để chọc cho cô vui cô thật lòng cảm thấy kỳ đông nham là một người tốt bất luận ở trên thương trường anh thế nào ít nhất thì anh vẫn là một người bạn mang lại cho cô sự ấm áp vì cô đã rơi xuống vực sâu rồi thế nên nó lại càng quan trọng kỳ đông nham thấy cô khóc thì cũng yên tâm còn hơn cô quá bình thản và trầm mặc anh ôm cô ngồi xuống thở dài anh còn tưởng em nghĩ thông suốt rồi muốn làm bạn gái của anh chứ cô chỉ nức nở không nói nổi một câu anh đành ở bên đưa khăn giấy một lúc sau đợi cho tâm trạng của tố diệp bình tĩnh lại anh mới nói hay là em cưới anh luôn cho xong dù sao thì em cũng phải lấy chồng chứ lấy ai mà chả là lấy với cả chúng ta còn có hôn ước từ trong bụng mẹ tố diệp thút thít nói cái hôn ước đó là anh bốc phét ra phải không trời đất chứng giám hai chúng ta thật sự có hôn ước từ bé anh mà nói dối trời chú đất diệt kỳ đông nham thì thốt thật ra chuyện hôn ước của chúng ta cũng rất đơn giản tức là năm đó bố anh thông qua bố của Niên Bách Ngạn quen với Diệp Hạc Phong. Lúc đó Diệp Hạc Phong vẫn chưa phải là chủ tịch của Tinh Thạch, lúc ăn cơm thì quen biết với mẹ em. Được biết tin mẹ em có bầu, hai nhà đã có hôn ước. Tố Diệp khẽ lắc đầu, đỏ mắt nói, thế thì không tính. Sao lại không tính? Lời hứa đầu môi cũng là lời hứa mà. Kỳ Đông Nham sốt sắng. Tố Diệp nhìn anh qua làn nước mắt, Kỳ Đông Nham. Anh là người bạn quan trọng nhất của tôi, cả đời này sẽ mãi như vậy. Tôi có thể đánh mất rất nhiều người nhưng, người bạn như anh tôi không muốn đánh mất kỳ đông nham thở dài nặng nề anh không hiểu tại sao em không thể chấp nhận anh vì tố diệp cắn môi thật ra anh và anh ấy là cùng một kiểu người kỳ đông nham sững sờ người có thể vật lộn với niên bách ngạn bao nhiêu năm nay chắc chắn không phải một người đơn giản đúng không tố diệp chân thành nhìn anh kỳ đông nham tôi muốn làm bạn với một người như anh chứ không phải người yêu kỳ đông nham nhướng mày anh và niên bách ngạn là hai loại người Tố Diệp lắc đầu, anh và Niên Bách Ngạn đều là những người không đơn giản. Kỳ Đông Nham mở miệng một lúc vẫn chẳng nói được câu nào. Cô dựa vào đầu giường, khẽ đáp, có thể làm bạn bè rất tốt, thật đấy. Kỳ Đông Nham ngước lên, khi nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh còn có chút gì xót xa. Anh thấp giọng nói, có lẽ em hoàn toàn không nhận ra. Vừa nãy khi em nói với anh em không yêu anh, thái độ của em rất dứt khoát, nhưng khi nói không yêu Niên Bách Ngạn, em có chút trần chừ. Anh không thể khẳng định được những lời lúc trước là thật hay giả, cũng không dám chắc chắn những suy nghĩ thật sự trong lòng cô. Nhưng có một điều anh dám chắc, cho dù cô căm hận nhà họ Diệp hay lợi dụng Nhiên Bách Ngạn làm quân cờ, thì tâm tư của cô cũng đã âm thầm bị Nhiên Bách Ngạn ảnh hưởng. Nếu không ánh mắt ban nãy của cô sẽ không do dự như thế, cô cũng sẽ không bài xích một người giống Nhiên Bách Ngạn bước vào trái tim mình. Sóng mắt Tố Diệp trượt sao động dây lát, như một hòn đá nặng nề rơi xuống mặt hồ yên ả. À. Quyển 9 chương 410, không ai hay biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lúc diệp lan tỉnh lại sắc trời ngoài cửa sổ đã rất u ám tựa như cả bầu trời bị bao trùm trong một sa mạc cát vàng không thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời rực rỡ và vòm trời xanh biếc chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi vù vù của lá cờ nhỏ bay loạn bên ngoài nhưng căn phòng cô đang ở đây cũng không tồi bàn ghế sạch sẽ giường đệm dễ chịu diện tích cũng không hề nhỏ nhìn từ phong cách thiết kế có lẽ cô đang ở trong một khách sạn diệp lan cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra cô nhớ mình vừa tới thụy lệ đang định vượt qua thôn trang thì một chiếc xe chặn đường mấy người đàn ông bắt cô lên xe ai nấy mặt mũi đều vô cảm một người trong số đó cầm một miếng vải bông bịt miệng cô lại tầm nhìn của cô nhanh chóng trở nên mơ hồ một giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu cô tiêu rồi cô đã bị bắt cóc nhưng bây giờ hai tay cô không bị trói căn phòng mà cô ở cũng không phải mấy nhà kho cũ kỹ hay mấy căn nhà gỗ bẩn thỉu như cô hay xem trên phim ngược lại nó sạch sẽ sáng sủa nhìn thế nào cũng không giống nơi rừng chân của bọn bắt cóc diệp lan kiểm tra lại bản thân mình một chút cô sờ một lượt từ đầu tới chân cô sợ nhất là gặp phải đám người xấu buôn bán bộ phận trong cơ thể có khi lại cắt mất quả thận của cô đem bán rồi nhưng trên người không có vết mổ cô đứng dậy đi tới trước cửa sổ nhìn ngó xung quanh bên ngoài khá vắng vẻ chỉ có những cây đa sừng sững cô không biết đây là nơi nào nhưng có lẽ là một nơi không có người ở ít nhất thì từ lúc cô tỉnh lại tới giờ không thấy một ai đi qua ngoài cửa sổ lẽ nào não bộ của diệp lan lập tức suy nghĩ là bọn buôn bán ma túy khi hai chữ này hiện lên trong đầu cô thì nó cũng nổ tung như một quả bom kinh hãi tới nỗi khiến lỗ chân lông trên người cô cũng mở rộng máu huyết trào ngược toi rồi nếu bọn chúng chính là băng đảng buôn bán ma túy thì phải làm sao lẽ nào thân phận của tố khải bị lộ đã bị bọn chúng giết hại rồi nếu không sao anh lại không có một chút động tĩnh nào sau đó bọn chúng chờ thời cơ báo thù biết cô là bạn gái của tố khải nên định ra tay cả với cô từng cảnh tượng đã từng xem trên những bộ phim cảnh sát lần lượt hiện về trong đầu diệp lan chúng chồng lấn lên nhau cô chưa từng nghĩ rằng trí nhớ của mình hóa ra lại tốt đến thế chuyện cô có thể nghĩ tới là tố khải lấy được một chứng cứ quan trọng của bọn tội phạm nhưng đối phương dù đã xử lý tố khải vẫn không tìm được chứng cứ ấy thế nên định ra tay với những người thân bên cạnh anh nghĩ tới đây trong lòng diệp lan dâng lên một sự phẫn nộ nếu tố khải đã thực sự gặp chuyện bất chắc nếu lũ người nhốt cô vào đây thực sự là đám tội phạm ma túy thì dù có phải liều cái mạng này cô cũng phải giết chết chúng trả thù cho tố khải nghĩ như vậy diệp lan không thấy sợ hãi nữa giờ đây cô chỉ một lòng nghĩ tới tình hình của tố khải có thể tới được đây cô sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi ngoài cửa có động tĩnh hình như có người đang nói hình như còn có cả tiếng bước chân hiệu quả cách âm cực tốt thế nên cô nghe không rõ ràng lắm tim diệp lan đập thình thịch ánh mắt nhanh chóng quét một lượt khắp phòng khi dừng lại tại một thứ đồ trang trí giống như một bình hoa gỗ cổ dài, thì trong đầu cô chợt nảy ra một kế. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân ngoài cửa mỗi lúc một rõ hơn, có. Lẽ người đó đang đi về phía này. Diệp Lan gión rén lùi ra sau cửa, nắm chặt thứ đồ trang trí bằng gỗ đó trong tay. Khi nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần, cô căng thẳng nuốt nước bọt. Tiếng động dừng lại ngay trước cửa. Sau đó là âm thanh từ từ xoay nắm đấm cửa. Diệp Lan giơ cao vũ khí trong tay, chỉ cần đối phương đẩy cửa vào là cô sẽ lập tức cho hắn ta một đòn chí mạng. Cô đã từng nghe chị Tố Diệp nói, con người khi đối mặt với nguy hiểm sẽ bộc phát một sức mạnh khổng lồ. Lần này rất quan trọng, liên quan tới việc cô có thể thoát khỏi hang cọp hay không. Nhưng vấn đề là, cô sẽ phải đập thứ này vào đầu đối phương sao? Khúc gỗ dưới tay rất nặng, có lẽ được khắc từ gỗ thật. Cú đánh này lực sẽ không hề nhỏ, đánh vào đầu liệu có khiến đối phương mất mạng không? Đang còn mải chần chừ thì cửa phòng đã được mở ra có một bàn chân nam giới bước vào trước, ngay sau đó là nửa thân người. Diệp Lan chỉ nhìn thấy một cái bóng cao lớn lực lưỡng bước vào, trong lòng căng thẳng tột độ. Cô nắm chặt khúc gỗ trong tay, nhìn theo gáy của người đó, nuốt nước bọt ừng ực. Cô chưa đánh úp người khác bao giờ, cũng chưa từng trải qua hoàn cảnh này. Cô nghĩ, những cảnh trong phim truyền hình khi nhân vật gặp phải kẻ xấu, luôn có thể thoải mái dơ cao vũ khí, đập mạnh vào đối phương để bảo vệ bản thân, sao tới lượt mình lại chẳng làm nổi tay cô run bần bật khúc gỗ dơ cao như nặng ngàn vạn cân không làm sao nhằm về phía gáy kẻ đó mà đập xuống được đúng vào lúc ấy người đàn ông phát hiện trong phòng không có ai bất ngờ quay đầu lại ánh mắt nhắm chuẩn vào diệp lan đang đứng sau cửa sợ sệt dơ cao khúc gỗ lúc này diệp lan mới ý thức được nguy hiểm ngay lập tức khởi động cơ chế phòng vệ cô hét to dơ cao khúc gỗ rồi nhắm về phía người đàn ông ai ngờ lúc này có nắm quyền chủ động thực chất cũng sẽ thất bại khi khúc gỗ rơi xuống người đàn ông nắm lấy nó lên một cách dễ dàng rồi kéo mạnh giật lại từ trong tay diệp lan diệp lan không còn vũ khí bỗng chốc như con chim bị người ta bẻ gãy cánh vô cùng khiếp đảm hai chân cô mềm nhũn ngã bệt xuống đất cô nhìn chằm chằm người đàn ông vừa vào phòng trợn tròn hai mắt tôi tôi cảnh cáo anh anh mà dám làm gì tôi tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu một câu nói vốn mang tính uy hiếp lại bị diệp lan thốt ra với vẻ lắp bắp hoàn toàn trở thành một kiểu cầu xin thể hiện rõ sự sợ hãi và bất lực trong nội tâm người đàn ông dường như không ngờ cô lại sợ đến mức ấy anh ta tiến lên một bước cô liên tục lùi về sau hoảng hốt nói không được qua đây người đàn ông thấy vậy lập tức dừng bước tôi không phải người xấu kẻ kẻ xấu lúc nào chẳng nói mình không phải kẻ xấu nếu anh không phải người xấu tại sao tôi lại vô duyên vô cớ bị đưa tới đây diệp lan sợ đến nhắm tịt mắt lại tim cũng vọt lên tận cổ người đàn ông thấy cô quá căng thẳng cũng không làm gì nữa. Anh ta không nói gì, chỉ ngồi xuống trước mặt, nhìn cô, mãi không thấy động tĩnh gì. Diệp Lan cảm thấy kỳ lạ, bèn dè dặt, thận trọng mở mắt ra. "Á!" À, một giây sau cô lại hét lên, nhưng lần này thanh âm ngắn hơn. Người đàn ông ngồi trước mặt cô, nhìn cô có vẻ rất thích thú. "Anh, anh nhìn tôi như vậy làm cái gì? Rốt cuộc anh là ai? Bắt tôi tới đây làm gì? Tôi, tôi cảnh cáo anh đấy. Tôi, tôi không biết gì cả, anh bắt tôi cũng vô ích thôi." lúc này cô mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt anh ta khá nam tính lông mày rậm đôi mắt sáng trông không giống một kẻ gian ác nghe xong câu đó anh ta bật cười nói tôi mà là tội phạm ma túy vừa nghe cô nói câu này là sẽ biết ngay cô biết chuyện gì đó diệp lan ngẩn người anh ta cười rất thoải mái rồi đứng dậy cô là bạn gái của tố khải phải không trong ánh mắt diệp lan ngập tràn cảnh giác tôi là đồng nghiệp của tố khải người đàn ông thấy cô vẫn xù lông lên như một con nhím đành phải tự giới thiệu diệp lan nhìn anh ta có vẻ nghi ngờ cô diệp bắt cô về đây cũng là việc bất đắc dĩ cô cứ yên tâm chúng tôi không có ý định làm hại cô anh ta nói năng rất hòa nhã giọng cũng rất nhẹ nhàng hãy đi theo tôi đội trưởng của chúng tôi muốn gặp cô diệp lan chống tay lên tường để đứng dậy nghi hoặc hỏi đội trưởng đội trưởng nào cơ cô sợ mắc bẫy mãi vẫn không dám nói ra mấy chữ cảnh sát ma túy người đàn ông dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô anh ta không nhịn được cười, rồi đi về phía cửa, "Yên tâm đi, đội trưởng của chúng tôi ở ngay trên gác. Chẳng phải cô muốn gặp Tố Khải sao?" Diệp Lan vừa nghe vậy, lập tức đi theo anh ta rời khỏi phòng. Khi Hứa Đồng gõ cửa bước vào, vừa hay nhìn thấy Nghiên Bách Ngạn ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt ngủ. Ánh nắng bên ngoài rất nhạt, vừa đủ để chiếu rõ hàng lông mày vẫn còn hơi nhíu lại khi anh chìm vào giấc ngủ sâu. Cổ áo sơ mi để mở hai cúc, cà vạt cũng đã được nới lỏng, vắt lên cổ Trông Niên Bách Ngạn thực sự mệt mỏi, hứa đồng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chính xác hơn là chẳng ai biết tại Hàng Châu, Niên Bách Ngạn đã xảy ra chuyện gì. Từ sau khi trở về, anh như trở thành một người hoàn toàn khác. Anh còn ít nói hơn trước đây, gương mặt vốn đã trầm mặc giờ cũng chẳng thấy một nụ cười. Anh như mọc rễ ở công ty, dồn toàn bộ tâm sức vào công việc. Trước đây thực ra trong mắt anh cũng chỉ có công việc, nhưng chí ít khi nào mệt anh vẫn vào phòng nghỉ ngơi. Giờ thì hay rồi dường như chỉ có tắm rửa, thay quần áo anh mới vào phòng nghỉ, thời gian còn lại đều dành để đối phó với giá cổ phiếu của kỳ thị. Hứa Đồng lặng lẽ thở dài, đi tới trước, treo lại chiếc áo khoác niên bách ngạn vứt bừa lên sofa. Cô đảo mắt nhìn ánh sáng khắp phòng, chiếu vào từ ô cửa sổ sát sàn, nghĩ bụng phải kéo rèm lại. Tay cô vừa chạm vào rèm cửa, thì niên bách ngạn mở mắt ra, ngón tay vẫn còn hơi run. Hứa Đồng nhận ra rất rõ khi vừa tỉnh dậy, ánh mắt anh rất mơ màng, lại có một chút hoảng sợ vầng trán rộng ánh lên những giọt mồ hôi lấm tấm. Cô đoán chắc anh vừa gặp ác mộng. Ai đã mang lại cơn ác mộng ấy thì hứa đồng không rõ, nhưng một nhiên bách ngạn bằng hoàng hoàng hốt như vậy là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Sau khi tỉnh dậy ra, dường như nhiên bách ngạn đã thích ứng được với ánh sáng trước mắt. Hứa đồng đi tới, ngập ngừng hỏi, tổng giám đốc. Sau khi tiếng nói ấy lột vào tai, nghiên bách ngạn mới thật sự tỉnh dậy, cũng ý thức được mình vừa thiếp đi. Anh giơ tay dây nhẹ hai bên chán nhức mỏi, Dựa đầu lên ghế hỏi, mấy giờ rồi? Sắp 9 giờ rồi ạ. Hứa đồng báo cáo, bất giác bổ sung thêm, tổng giám đốc. Tối qua anh lại không vào phòng nghỉ ngơi sao? Như vậy không ổn đâu, cơ thể sẽ không trụ nổi mất. Nhiên bách ngạn không để ý tới sự quan tâm của hứa đồng. Anh mở mắt, lạnh nhạt hỏi, tình hình phía kỳ thị thế nào rồi? Vẫn chưa chịu buông ra. Hứa đồng nói ngay. Tiếp tục, nhiên bách ngạn ra lệnh. Hứa đồng hơi trần trừ, tổng giám đốc. Bây giờ đám nhà báo đang nhăm nhe, theo dõi chúng ta rất sát. Hơn nữa, phía các cổ đông cũng đã có dị nghị rồi, mặc kệ họ. Tình trạng của Niên Bách Ngạn có vẻ rất tệ. Hai gõ nhẹ lên mặt bàn mấy tiếng, cô chỉ cần nhớ, phải để bên ngoài nghĩ rằng, tiền vốn của chúng ta vẫn còn có thể sống sót để đối phó với kỳ thị, thì giá cổ phiếu của Tinh Thạch mới có cơ hội tăng trở lại.